Quý vị nghĩ rằng cuộc đời con người chết là hết sao? Đâu có hết đâu. Chết đâu có hết đâu quý vị. Chết còn mà. Chúng ta chỉ là bỏ cái thân như bỏ chiếc áo thôi. Còn cái tâm thức chúng ta phải nhập đi vào đâu nè? Có cái thân nào đây quý vị? Cái thân nam, thân nữ hay thân bi đê? Hay là thân lùn, thân lé, thân hô, thân súng, răng? Hay là thân bò, thân trâu, thân ngựa? Thân ruồi, mũi, chuột, giác? Trong cái lục đạo luân hồi này bao nhiêu loại thân? Nếu như mình chết rồi vẫn còn trong lục đạo thì đời sau chúng ta nhập vào thân nào? Kiểm lại trong lúc mình đang sống. Nếu như mỗi ngày săn hạn mạnh thì chắc chắn là chọn cái thân ở địa ngục. Nếu mỗi ngày tham lam cực điểm thì nhất định là chọn cái thân ngạ quỷ. Nếu mỗi ngày ngu si cực điểm là chọn cái thân súc sanh là chắc chắn. Nên chúng ta tự hỏi lại mình, tương lai mình đi đâu? Nếu như mỗi ngày mình nhớ A Di Đà Phật, nhớ thế giới cực lạc thì chắc chắn là mình về cực lạc, chọn cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chắc chắn. Đúng không? Nên có một câu nè: mỗi ngày 24 giờ chúng ta nghĩ A Di Đà Phật và nghĩ thế giới cực lạc được bao nhiêu? Người tu tịnh độ hỏi lại mình đi. Nên vừa nghĩ tới A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc thì bắt đầu thầm thầm liền: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con tương lai con về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc tốt như vậy. Về cực lạc rồi thân không già, không bệnh, không chết, đầy đủ năng lực thần thông diệu dụng, đi tha phương pháp giới, đi cúng dường chư Phật và đi độ chúng sanh. Thiệt là thích vô cùng. Thế giới cực lạc tuyệt vời quá. Cứ nghĩ như vậy, nhớ A Di Đà Phật là nghĩ như vậy liền. Thì một ngày mà nghĩ được thường xuyên nhiều lần như vậy, vậy thì tất cả những sự hơn thua cõi ta bà này tức khắc bị buông liền. Vì sao? Vì tâm niệm mình muốn gì cực lạc quá. Nên mình mới là phát tâm như vậy. Thấy không? Bữa nay hơi bị khan tiếng. Lúc này người ta ho, người ta sốt đầy. Mà bây hổm giờ những đứa chưa ho sốt. Nay sắp sửa. Nên từ nơi đó quý vị phải nhớ rằng nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc, chân thật mà phát tâm nghĩ đi. Mình niệm Phật sanh cực lạc mà một ngày nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc được bao nhiêu thời gian? Một ngày 24 giờ chúng ta nghĩ được bao nhiêu giờ giấc nghĩ thế giới cực lạc, nghĩ A Di Đà Phật? Quý vị coi, chúng ta về chùa còn nghĩ được, ở nhà nghĩ chồng, nghĩ con, nghĩ của cải, nghĩ tiền, rồi nghĩ gạo, nghĩ tá lả âm binh, nghĩ công việc buôn bán, nghĩ quá trời. Nhưng nghĩ thế giới cực lạc, nghĩ A Di Đà Phật thì có chút xíu. Nếu như mà ngày 24 giờ mà quý vị nghĩ được có 1 phút vậy thì quý vị coi cái chuyện giảng sanh của chúng ta phải hiêu hắt không? Quá hiêu hắt. Nếu như mà một ngày 24 giờ mà chúng ta nghĩ được 4 giờ thì chắc chắn 100% là giảng sanh. Nếu như nghĩ được 4 giờ thì dữ lắm rồi quý vị. Nhưng chúng ta không nghĩ được 4 giờ đâu. Chứ quý vị biết đó. Nên tại sao những đức khuyên quý vị là đeo cái máy niệm Phật này? Vì cái máy niệm Phật này nó nhắc quý vị nhớ A Di Đà Phật. Mà nhớ không chưa xong, quý vị phải nói thêm vài câu như những đức nói vậy đó. Nghĩ cái cực lạc Tây Phương nó tuyệt vời vậy đó. Hoặc là trong lúc đang bị chồng chửi hay vợ đánh đó, hay con ngỗ nghịch bất hiếu, hay người ta giật của đó, hay người ta hỗn ẩu với mình, hoặc là sống trong gia đình mà gặp những chuyện éo le trong cuộc đời đó, thì vừa khổ vậy cái nghĩ cực lạc Tây Phương đâu có chuyện này. Ở Tây Phương cực lạc toàn thượng thiện hội tụ một nơi, đâu có chuyện này đâu. Thì vừa nghĩ như vậy một cái là nghĩ A Di Đà Phật liền, đề xướng liền: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm liền. Tại vì sao? Vừa nghĩ A Di Đà Phật, nghĩ thế giới cực lạc là tiếp tục đề xướng cái tâm nghĩ về cảnh giới đó liền. Thì bắt đầu nói với mình: thôi đừng có buồn, đừng có trách nghe. Tại vì ở cõi này mày phải vậy đó. Nếu ở cõi này mà mày mà không bị gì thì đâu phải nói là ta bà khổ đau. Mà Phật nói trong kinh là căn nhà lửa của tam giới, hiểu không? Đã nói là căn nhà lửa của tam giới thì cái lửa này là lửa gì? Cái lửa ngũ dục lục trần, cái lửa vợ chồng đấu đá quýnh lộn, cái lửa mà con ngỗ nghịch bất hiếu, cái lửa mà bạn bè đố kỵ, hoặc là bạn bè chơi với mình mà lại
dùng những lời không phải lừa gạt mình. Cái cõi này là cái căn nhà lửa tam giới, từ nơi đó nó mới có những việc này để chúng ta vui vẻ mà trả ở cõi này. Mà trả ở cõi này thì trả ngắn, trả gần gũi thời gian. Nếu như chúng ta không chịu trả ở đây mà chúng ta đi hơn thua lại với họ thì chúng ta đi vào tam đồ ác đạo để trả. Mà vào ác đạo để trả thì vô lượng kiếp, còn trả ở cõi này thì chỉ có một kiếp. Chọn chỗ trả đi, trả ở đây vẫn tốt hơn, đúng không? Đó, trả ở đây vẫn là tốt. Hiểu được nguyên lý này rồi không có phiền não nữa. Thí dụ như bây giờ mấy ông có vợ mà gặp ngay con vợ bà chặn. Có mà. Ba thằng bạn chơi chung mà hai thằng nó cứ vợ đầm thắm, còn mình cứ nhầm con vợ bà chặn. Nó hỗn, nó hung dữ, chặn lửa luôn. Lúc mà mới quen á là nó nói chuyện ngọt sớt. Anh mình mệt rồi mình gặp nó kêu cái là hết mệt thì nó gặp mình. Anh ơi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ cứ nó về rồi bắt đầu tự nhiên sao nó hung dữ. Hoặc là nó đẻ đứa con nó tự nhiên sao kỳ cục. Mà thường là đàn bà nó đẻ đứa con cái là lên nó thay đổi tính tình kỳ cục. Có nhiều bà mà đẻ mà mổ truyền máu nhầm máu điên. Về điên luôn. Hồi xưa dưới quê mà có cái bà đó mà phải đẻ sao không biết mổ thì sao mà truyền nhầm cái máu của cái người uống rượu. Cái truyền vô xong bà về bà thèm rượu uống hoài. Từ đó sao thay đổi tính tình uống rượu luôn. Mà có những người thì truyền nhầm cái máu xì ke. Cái tự nhiên cái về cái ngồi đâu đứng đâu cái mắt cứ gì nè. Cứ vậy là tự nhiên cái máu vô thay đổi, thấy chưa? Còn những người thì truyền nhầm cái máu săn hẳn, truyền vô cái tự nhiên săn hẳn tính tình cọc cằn. Có những người truyền nhầm cái máu điên, tự nhiên về căng thẳng thần kinh dược đã đánh nào. Nên từ nó đó có khi sanh ra không bị như vậy, mà trong cái lúc thời điểm bệnh đau lại gặp được cái nghiệp chứ mà mình đã từng tạo ra, bây giờ gặp lại. Thí dụ như đời kiếp nào mình cũng đi truyền máu, mà máu mình là máu ba trợn. Cuối cùng thì bây giờ mình gặp máu ba trợn truyền cho mình, thấy không? Nên những người truyền máu coi lại máu mình sao. Nếu như tính tình mình ngon lành thì há truyền. Còn nếu như mà tính tình mình tào lao thì thôi đừng có đi thí máu nha. Đừng có đi làm chuyện này, mất công ta truyền vô tào lao nữa, đúng không? Đó, nếu như máu mình ăn chay niệm Phật mà truyền cho người ta là nó đi ăn chay niệm Phật á, nó dịu tính luôn á. Nên ai muốn xin máu là đây cho. Hiểu không? Nên từ nơi đó mới nhận thức được cái điều trong Phật Pháp dạy định luật nhân quả. Nên nó có mà như các ông trong đây có khi có ông đã có vợ, vợ nó hột. Nó hột mà mình không nói được nó luôn. Nó hổn với cha với mẹ mình, nó hổn với anh em mình, nó hổn luôn với mình. Nó chữ tá lạ âm binh. Có khi mà có con vợ mà nó chữ tối ngày, nó chữ chầu chầu, nó chữ quen miệng luôn. Những đức nói chúng ta mà không có dùng cái miệng này niệm Phật á, là chúng ta cả ngày nó chữ tào lao, nó tục nó tiểu. Nhờ mình gặp Phật Pháp đó nên mình đỡ nói chuyện tục tiểu á. Chứ nếu không á mấy bà này bà nói tào lao dữ lắm. Trời ơi, ba bà mà sáp lợi thì tan quan nhà cửa. Chứ đừng có nói chi mà 4 ngày về lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà 7-8 ngàn người mà mấy bà tập trung về đây mà yên được vậy là không đơn giản, đúng không? Nhờ mấy bà nghe Pháp rồi mấy bà dùng cái miệng niệm Phật, nên bà nào mà cái miệng nói chuyện tào lao cứ niệm Phật đi. Niệm Phật với cái miệng này nó hết tào lao. Với nghe ngóng chuyện người ta mà nhiều chuyện nhiều điều đó. Có không? Có. Có nhiều bà nhiều chuyện dữ lắm, đi nghe ngóng. Bữa nào mà không đi làm, bởi vì đi đến đây bởi vì bắt làm suốt tối ngày là phải. Lâu lâu chủ nhật mới được nghỉ một bữa. Buổi trưa mấy bà không ngủ trưa. Lúc trước không ngủ trưa, lết đi đâu? Lết nhà xóm trên, lết nhà xóm dưới. Rồi bắt đầu nghe ngóng cái nhà xóm trên xóm dưới chuyện gì. Cái xuống xóm dưới nghe, cái lên xóm trên báo.
Tò ô ngày xưa dưới quê mà. Một bà mà biết một chuyện của một cái xóm, một nhà biết thôi là cả xóm đều biết. Nhiều chuyện kinh khủng, thấy không? Mà từ khi mà biết niệm Phật tới bây giờ cái tự nhiên ít đi đâu. Có thời gian ở nhà lo niệm Phật, yên chuyện thấy chưa? Từ nơi đó mà tôi thấy mình học Phật gì đặc biệt. Còn Phật mà tối ngày lết đâu này lết đâu kia hoài không có hay đâu nghe. Lết đến chùa có không hay nữa. Lết đến chùa là lết đúng nơi đúng chỗ, đúng giờ, đúng ngày. Ngày tu vậy này lết đến đây để nghe tu. Chứ mà ngày nào cũng lết đến chùa, lết giết rồi làm chuyện tào lao trong chùa luôn. Còn đi đến chùa một tuần thì tu một tuần, một tháng thì tu một tháng. Chứ đừng có ngày nào cũng xách giỏ đến chùa. Trời ơi, ngày xưa trên thành phố mà những đức thường gặp, nhiều bà sáng nào cũng xách giỏ đến chùa. Đi đến chùa cái lạng quạng lăng quăng ở trong chùa. Nó rồi giết cái đầu gặp ai đi đến chùa cứ hỏi. Cô ơi, cô cần làm đó không? Thầy chuẩn bị đi làm từ thiện chỗ đó gì đó cô. Phụ thầy tay đi nghe. Thấy không? Đó là bố trí cho đi tìm kiếm. Đây là làm chuyện tào lao nè. Đừng có nói Phật sự. Phật sự gì? Phật sự là để đi đến chùa nghe đạo để tu. Rồi á, áp dụng cái đạo này trong cái gia đình. Áp dụng cái đạo trong cái gia đình để được lợi ích. Rồi mình đi học Phật càng đi học thì nó càng tốt đẹp. Vậy thì mới nói là Phật sự. Còn Phật sự mà nhiều chuyện tào lao bác xế, đi gom góp đầu này gom góp đầu kia, cuối cùng còn bị người ta gài, còn bị người ta không tin, còn bị người ta nghi ngờ. Nên quý vị đi về chùa này, những đức có kêu quý vị làm cái chuyện này không? Không. Nên tất cả người mà có duyên làm được việc này thì phải làm cho kỹ, làm cho khéo. Tại vì mình có cái duyên mình làm được, nhưng phải làm cho kỹ, làm cho khéo. Còn nếu không quy diện chỗ để quý vị khỏi gặp nạn, đỡ tối đa gặp nạn. Còn nếu không á, họ đưa cho mình họ còn nghi nữa. Chị có làm cho tôi chưa? Giấy tờ chụp hình gửi cho tôi nghe. Có nhiều bà ở nước ngoài á, và người ta gửi tiền về đây á, kêu người ta đi đến đây đưa tiền những đức á, còn kêu những đức cầm tiền chụp hình, những đức nói cúng cúng mà thôi đi. Sao làm kỳ cục ghê, làm như tôi ăn không bằng. Làm như chùa này là tôi nhận tiền chắc mình tôi ăn quá. Bắt tôi tự nhiên cầm tiền đi chụp hình. Chụp hình là lỡ mai mốt có chuyện gì nói tôi thì sao? Để cho tôi yên. Hiểu không? Nó phải hiểu. Hiểu rồi tự nhiên mình làm nó đặc biệt vô cùng. Tự nhiên bây giờ tự nhiên bắt tôi vậy à. Cả cái chùa này ăn cũng có mình tôi ăn bằng vậy đó. Ủa là trời, ngày tôi ăn 3 buổi cơm chút xíu. Vậy mà cái gì cũng lôi đầu tôi ra. Hiểu không? Đó, nên á, trời ơi, đừng có nói ham làm chủ trì quản chúng. Chết được. Tiền thì cúng lo cho cả đại chúng. Nhưng mà lỡ cái gì cái đi, họ đi đòi lại đòi ngay mình á. Tôi đâu có ngu. Bỏ thùng Tam Bảo hoặc là cúng đi, suy nghĩ cho thật kỹ đi, đúng không? Đó, cái này là cái đi đến chùa lợi ích nè. Còn người ở trong chùa thì cái chuyện ở trong chùa như đức con sắp xếp. Còn cái chuyện quý vị đi đến đây những đức nhắc nhở rõ ràng, đúng không? Nên lựa Phật tử mà những đức hướng dẫn là quý vị đâu có đi làm lang bang đâu. Nó quét nhà mình đi. Đi đến đây là để làm cây chổi đem về nhà quét, chứ không phải đi quét nhà giùm ta. Hiểu chưa? Cái nhà mình quét phương pháp làm sao mà cho nó đẹp á, thì ai đến hỏi thì mình chỉ phương pháp cho người ta quét nhà người ta. Tự ông quét nhà ông, tự bà quét nhà bà đi. Còn tôi quét nhà tôi. Còn khi nhà mình nó tùm lum mà đi quét nhà người ta gì? Quý vị thấy hơn 13 năm nay những đức học Phật, những đức có đi đâu không? Vì tôi thấy tôi quét nhà tôi là thấy chắc nhất. Khỏi đi quét đâu chứ. Mà cũng không đi đến chùa ai luôn. Chuyện chùa mình sắp xếp. Chúng đi đến đây tôi hướng dẫn. Còn không đi đến đây thì thôi. Đúng không? Từ nơi đó quý vị thấy không? Nó rất yên. Mà tuyệt vời. Quý vị nghe những điều này suy nghĩ nghe. Còn Phật tử chưa đi đến đây cũng nghe chỗ này, coi lại cái hành động học Phật của mình á. Học Phật 5-10 năm rồi mà được cái lợi ích gì? Được cái lợi ích gì học Phật? Trời ơi, đừng có nói đi vòng vo nhiều mà hay nghe chưa chắc. Những đứa có đi đâu đâu mà ta cũng về ào ào đi coi lễ với Quan Âm Bồ Tát, đúng không? Vậy thì rõ ràng rồi. Người làm cho vị thấy rồi nè. Không đi đâu mà ta vẫn về đâu. Vậy là cái cách hướng dẫn những đức mà nói rằng cái cờ mà đưa lên càng cao
thì bốn phương tứ hướng người ta nhìn thấy. Mà cái cờ này lại có quang minh nữa chứ. Nhìn thấy xong thì tập trung về. À, ở một nơi đưa cờ càng cao thì người càng về đông. Mà mình lại bồi dưỡng được cái cờ mình chắc chắn. Còn mình cầm cờ mình chạy vòng vòng, mình chạy vòng vòng ta tìm mình khó lắm. Thí dụ như nếu bữa nay ở đây, những đức ở đây, mai ở kia, nội mà bây giờ ba bốn đạo tràng mà một ngày bị đến tìm những đức thôi là quý vị đã khó gặp rồi đúng không? Tại vì sao? Vì cái chuyện như đức bữa nay khi đi qua đạo tràng này, đạo tràng kia, đạo tràng nọ đúng không? Nhưng mà những đức vẫn ở một chỗ này là ngày chủ nhật là quý vị thấy tiện về chúng ta tập trung về tu. Còn không về được thì cũng nghe được buổi này. Hoặc là ngày nào như đức cũng giảng quý vị cũng nghe được luôn. Nếu như bữa nay giảng mai không giảng thì không biết được làm sao. Nhưng mà ngày nào cũng chia sẻ thì quý vị thấy yên vô cùng. Nên học Phật là học cái gì? Đem Phật Pháp để áp dụng trong cuộc đời của mình, nó mới là lợi ích. Để áp dụng được lợi ích trong gia đình quý vị là mừng giùm cho quý vị rồi đó. Chứ đừng có nói Phật sự gì lớn lao. Còn cái việc gì mình làm được thì mình làm. Chứ mình đừng có phan duyên. Việc tốt cũng không phan duyên nữa. Không? À, nghe nói việc tốt gì điêu lên á, con có tiền. Nhưng mà mong Phật gia hộ cho thầy làm được điều đó cho chúng sanh được nhờ. Chỉ cần có cái tâm vậy thôi là có phước rồi. Chứ đâu phải đi mượn nợ. Không có cái chuyện cúng dường mà đi mượn nợ nghe. Nên ở trong nhà Phật có câu nói rằng đi ăn trộm ăn cắp mà để đi cúng dường là cái việc này là Phật không nhận cúng dường này. Vì nhớ nghe, Tam Bảo không nhận được đồng tiền này. Cái đồng tiền mà đi giết người, đi ăn trộm cắp, đi làm chuyện tà dâm để đem về đây cúng, thì đồng tiền này dù là sử dụng đi chăng nữa nhưng Phật không chứng minh cái đồng tiền này cúng dường. Từ khi ngày xưa quý vị tạo nghiệp, quý vị không biết cái việc này là do gì tạo nghiệp, mà quý vị lao theo trần cảnh, quý vị cứ làm đại có tiền, là ngày xưa không biết tu gì hết. Mà quý vị đã từng tạo một số tiền, mà số tiền này hoàn toàn là tạo nghiệp rất nặng. Thì bây giờ nghe đạo rồi thì đem đồng tiền này cúng dường cho Tam Bảo đó. Đây gọi là giác ngộ Phật Pháp mà cúng dường thì còn có thể chấp nhận. Còn nếu như bây giờ nghe đạo rồi mà vẫn đi tạo nghiệp để đem tiền về cúng dường ở Tam Bảo là Phật không chứng minh. Nguyên lý rất là rõ ràng đúng không? Đó, nên có một cái cô này như đứa quen á, cổ có phước báo cổ giàu. Quý vị biết rằng là đất đai của cổ thì thôi quá trời luôn, nhiều lắm, có địa vị xã hội. Nhưng mà cổ nói rằng cái địa vị của cổ đã tạo nghiệp quá lớn luôn. Cái địa vị đó mà cổ tạo nghiệp quá lớn. Sau này cổ nghe mình nói chuyện cổ mới biết được rằng do trong mạng có phước nên cô mới có được gì. Còn ngày xưa là cô toàn là cô nghĩ rằng năng lực của cô, năng lực của cô mà có. Bây giờ thì cô nói đúng là phước trong mạng mà thổn quá nhiều. Nên bây giờ cô chung tay, cô chuyện mà làm việc tốt, việc thiện là cô làm mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Tại vì cô nói rằng là bây giờ của cải đó cuối cùng cũng không cầm theo được. Đó, cái nguyên lý này mình phải hiểu nha quý vị. Còn mình không có, mình chỉ cần mừng giùm thôi. Bây giờ thí dụ như nhà ăn vừa làm xong, mình về là mình ngồi cho nó mình ăn cơm. Mình mừng chùa làm được cái nhà ăn cho các cụ ngồi ăn cơm. Mình vừa vui mừng giùm cho các cụ thì mình cũng được ngồi luôn. Đúng chưa? Đó, cái tâm tùy hỷ thì thấy có phước liền chưa? Nó rồi nhà cửa cắt lên thì quý vị coi á, quý vị đi đến đây quý vị thấy cắt nhà kịch liệt luôn. Nhưng bây giờ cắt nhà xong quý vị cũng được nằm ngủ rồi đó. Đó, được nằm ngủ rồi. Vậy là rõ ràng cái tâm tùy hỷ nó có phước. Thấy không? Đó, nó chỉ cần có tâm vậy thôi, vì không có tiền nó cũng có phước. Có cái tâm thấy người ta làm việc tốt, việc thiện, mừng giùm cho người ta, mừng cho chúng sanh được nhờ. Có tâm vậy mình có phước. Còn có của ở chung tay. Có công, có tâm thì góp cái công sức giờ để mà hộ trì Tam Bảo. Còn học Phật thì đem Phật Pháp về áp dụng trong gia đình. Ngày xưa đụng tới cái sân hận cự lộn nhau, bây giờ hai bên có người nhịn. Mình đàn ông mình nhịn vợ cũng có sao. Mình nhịn vợ nhưng lúc nguội lại mình nói vợ nghe. Mình nhịn chồng nhưng lúc mà nguội thì mình nói cho chồng nghe. Cái miệng con người ta là để nói chuyện quý vị, nhưng mà phải nói đúng nơi đúng chỗ. Lúc mà thấy sân hận thì đừng có nói. Càng nói là giống như chế dầu vào lửa, nó không có được gì đâu. Xin thưa quý vị nè, những đức ở trong chùa hướng dẫn chúng gì đó, mà vô trong bếp bữa nào mà thấy cái cô mình nó làm mệt á, mà cái mặt nó là gì nè, nó gặp mình nó không hỏi luôn á, là nhà đức tránh đi chỗ khác.
tránh đi chỗ khác liền. Tại lúc nó nóng tính quá, mệt. Nhưng bản thân mình làm mệt quá, có khi cũng bực bội. Thôi mình cũng thông cảm cho kẻ phàm phu mình đi. Thôi mình đi đường khác, mình tránh phước rồi. Một chút mình đi ngang, mình thấy nó cười cười, chút mình vô nói chuyện. Thấy không? Rồi cái lúc á, mà rảnh rỗi, lúc mà ngồi với nhau nói chuyện, mình mới nói ra cái hành động gì sửa đi. Đừng có gì. Mình phục vụ Tam Bảo mà mình làm gì làm chi? Thấy không? Có nghĩa là khi mà hiểu cái nguyên lý á quý vị, thì nó đặc biệt dữ lắm. Đó. Chứ đâu phải nói bây giờ lúc bà săn hẳn lên, tôi săn hẳn, tôi làm chồng mà tôi sợ gì. Tầm bậy quá, đụng chi cho nó mệt thêm. Vợ chồng mà đụng với nhau thì nó đều là trở ngại, có lợi ích gì đâu, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị phải biết rằng chúng ta học Phật là gì? Để mà giải quyết vấn đề trong cuộc đời mình. Đừng có nói rằng nhịn nhau là mình mất mặt. Có những bà mà quen bạn bè rồi cũng sang trọng á. Tao mà như mày, tao bỏ chồng lâu. Nó mày đẹp quá trời đẹp mà mày sợ gì? Những đức hết, tao chứ không phải những đức mới nói lục. Tao nói mày nghe chứ mày mà buông thằng này ra một cái là bao nhiêu thằng nó cặn mày. Tao thấy thằng A, thằng B gì nó nhìn mày quá trời. Tao thấy mày đẹp quá trời đẹp mà sao mà mày lấy thằng chồng nói chuyện thô thiển kỳ cục mà hỗn hậu. Bỏ vứt nó đi. Mình nghe bạn bè mà mình nói câu này mình có tội đó nghe trời. Cái nhân quả của ta mà mình nói như vậy là mình có tội đó nghe. Châm dầu vào lửa nghe. Nhớ á, mình nói câu gì mình có phước nè. Em tuy chồng của em nó không có được lanh lẹ, nó không có được bóng bẩy, nhưng mà vậy mà yên, không có lo. Chị nè, thấy vậy đó. Còn bước ra thì đi với chồng đẹp trai cũng thấy hãnh diện đó. Nhưng mà ăn ngon ngủ cũng yên với nó. Đi đâu ở nhà lo cũng chết. Cứ là nhắn tin hỏi ở đâu rồi gọi người này người kia hoài. Nó nên đẹp một chút nhưng mà khổ, bù qua sớt lợ cũng thấy lỗ. Còn chồng em tuy thằng nó nói xấu nhưng mà bắt ngồi đâu ngồi đó. Nó như vậy thì ai đâu mà để ý tới nó nhiều. Nên em vậy mà có phước. Nên trong nhà em lại chỉ đông chỉ tay nó đi nghe. Còn tiền bạc em muốn cho cha mẹ em cho. Còn cái thằng chồng của chị nó lanh lắm. Đố mà một cách nào mẻ với nó. Cầm tiền mà nó hỏi han từng chút. Nó đẹp trai một chút, có cái mã. Nhưng nó cũng ỷ lại lắm. Nó ỷ nó đẹp trai á, nó về. Nó đi làm về, mình cũng đi làm mệt cũng chết. Vậy nó bắt pha cà phê. Mà mình phục vụ nó muốn gần chết luôn. Mà nó đẹp trai, nó không muốn hung mình mà hung nó cũng không hung lại. Còn bây giờ chồng của em á, bây giờ nó thương em, nó biết thân phận nó. Em chị thấy em có phước thì cũng một loại theo chứ có hai loại đâu. Thì chỉ có cái mã bên ngoài chứ nó chỉ có một loại à em à. Thôi nên em cứ chấp nhận đi. Em có thấy rằng mình á, chờ giao của nào thì em hưởng của nấy đi. Em hãy chấp nhận số phận đi. Là em thấy em thương chồng à, thấy hiền, thấy tội nghiệp thì tự nhiên em thương liền. Chứ em đừng có chê nó thiệt thà. Em đừng có chê nó không biết lo làm ăn. Thằng chồng của chị nó làm ăn nhưng mà nó đi xài hết trơn à. Nó có thì mấy đứa bồ nữa. Nhưng mà chị nói nó không có được. Mà bây giờ bỏ thì chị không nỡ bỏ, nó đẹp trai quá. Mà thê thảm lắm em à, chị ăn không ngon ngủ không yên gì nó. Đêm nào nó chưa về chị cũng buồn khóc. Mà nó không ngó ngàng gì tới, ỷ đẹp trai. Mà chị nó thiệt, chị mong muốn được như em, thà chồng xấu. Chứ bây giờ lỡ dính chồng đẹp rồi, thê thảm em ơi. Thấy không? Mấy bà nghe gì thấy thấm không? Ôi là trời, như Đức nói trong đây cũng có nhiều người nó bị cái quan niệm này đó. Cứ nghĩ rằng bước ra ngoài là thấy mình mặc cảm, chồng mình không được đẹp. Bậy quá. Trời ơi, phải nhìn nhận sâu sắc kìa. Chứ cái gì nó cũng có cái nghịch cảnh trong cuộc đời quý vị. Ô, giỡn đâu. Hiểu không? Đó, trời ơi. Bây giờ cái gì nó cũng có cái giá của nó chứ. Mình thì lùng xỉn à, mà gặp thằng thanh niên nào cao cao như người mẫu thì mê. Là trời mê, cái gì nó cũng có cái giá nó chứ, đâu có giỡn đâu. Nên chúng ta cứ theo cái nhân duyên đi.
Thì tự nhiên cuộc đời mình đặc biệt rồi, vì học Phật nghe vậy đặc biệt chưa. Thì làm gì mà có cái chuyện mà hát hủi nhau, sống chung thủy diệt tịnh nhau liền cái gì đâu. Đó, nên mỗi một con người đi đến đây nó đều có cái duyên và có cái nghiệp. Duyên nghiệp nghe. Có duyên mà không có nghiệp với nhau là không có đến nhau được á. Nên có duyên là gặp nhau thôi, mà có nghiệp thì mới ở trong nhà. Có nghiệp mới ở trong nhà, có nợ mới ở trong nhà. Nợ là nghiệp, nghiệp là nợ đó. Có nợ mà ở trong nhà. Nên quý vị thấy ông vì cực khổ muốn chết luôn đó. Vậy đó mà quý vị lo cho mấy đứa con không? Ăn dám ăn, gì mà cho nó ăn đó. Đồ ngon là để dành cho nó, đồ dở là mình ăn. Sau này lớn lên chút nữa, làm mẹ làm cha rồi tự nhiên sao? Tết nhất không muốn may đồ luôn, mà may đồ cho con. Ngày xưa thì cha mẹ mình may đồ cho mình, còn mình bây giờ là may đồ cho con. Còn bản thân mình chịu thiệt, thấy chưa? Nhưng mà có khi con hiểu thì được, con nó không hiểu luôn, nó lại nói câu gì? Cha mẹ là trách nhiệm. Trách nhiệm của cha mẹ là phải vì con. Ghê không? Nghe là quý vị làm bao nhiêu chuyện nó không cần cảm ơn quý vị, mà nó nói quý vị là trách nhiệm là phải lo cho nó. Rồi tiền bạc vật chất tạo ra sự nghiệp xong chia cho nó là trách nhiệm quý vị, phải chia của cho con. Kinh khủng không? Trách nhiệm của mình phải chia của cho con. Ôi cuộc đời con người tại sao lại gầy ra những cái trách nhiệm lạ kỳ như vậy? Mỗi một con người đều có phước duyên, mà tự nhiên mình phải chịu cái gánh nặng và trách nhiệm để rồi mình khổ, để đi tạo nghiệp vì con, vì gia đình. Như vậy thì bây giờ người đi tu có trách nhiệm không quý vị? Xin thưa quý vị, người đi tu nếu không nhận thức sâu sắc thì cái người đi tu gánh nặng còn cực điểm hơn nữa. Trời ơi, nghĩ gì chúng sanh xây một ngôi chùa như vậy mà khi chưa đủ duyên đó quý vị. Đi làm thuê, làm mướn đi xây ngôi chùa, có không? Có đó, cho quý vị biết đó. Quý thầy cũng đi làm thuê, làm mướn luôn. Quý vị biết nhiều người thầy đi qua nước ngoài bệnh mà đi làm neo đó quý vị. Cho quý vị biết á, trời ơi, không giỡn á. Đi làm thuê luôn để đem tiền về Việt Nam để cắt chùa. Những đức lúc trước biết một ông thầy mà ông xây ngôi chùa, mà từ khi những đức vô chùa tu mà những đức thấy cái móng chùa, và sau này được mười mấy cây cột, rồi 3 năm sau thêm được cái tầng, 4 năm sau mà chưa tô. Ghê chưa? Đừng có nói chuyện đơn giản nha. Không đủ phước duyên rồi cực khổ lắm á. Nhưng mà là do không đủ duyên chọn một cái pháp tu. Nhớ, cái pháp tu là cực kỳ quan trọng. Quý vị coi bây giờ người ta đông như vậy về đây, người ta hưởng cái ăn huệ khi mình chia sẻ được lợi ích thì người ta mới hộ trì cái việc làm của mình, đúng không? Tất cả việc những đức làm thành công là nhờ người ta khắp nơi hỗ trợ, mà những đức cũng hỗ trợ người ta, người ta hỗ trợ lại những đức mà đem trả lại cho chúng sanh được nhờ. Từ nơi đó mà phước duyên càng tạo càng dày. Việc này quan trọng. Còn bây giờ quý vị gặp một cái pháp tu mà không áp dụng được cho ai lợi ích thì quý vị phải tự lực. Nhớ, chọn cái pháp tự lực thì tự nhiên quý vị cũng xây chùa tự lực. Chọn một cái pháp nhị lực thì xây chùa cũng có nguyện lực hỗ trợ. Đây là chỗ cực kỳ lợi ích lớn. Quý vị đi hỏi hòa thượng mình đi, từ khi mà đạo tràng niệm Phật xuống đây tới giờ phải hòa thượng xây dựng suôn sẻ không? Phải không? Xây dựng mau mà xây dựng được lợi ích mau, mà xây dựng không cần cực khổ với đi kêu gọi gì bao nhiêu, đúng không? Vì sao? Vì quá nhiều người niệm Phật về chùa hòa thượng được lợi ích, nên người ta thấy việc làm hòa thượng lợi ích, người ta hộ trì. Mà qua trung gian những đức hướng dẫn nên người ta hộ trì nhiều, nên từ nơi đó xây chùa tiện lợi. Đây là rõ ràng luôn. Nên tất cả quý thầy quý sư cô muốn xây chùa, lúc mà xây đó thì cắt cái nhà to hình bên cái chùa đó, đó cắt cái nhà to hình bên làm gì, phải không? Ngày nào cũng niệm Phật ngay cái nhà to đó, đó niệm đi, niệm thời gian là ngôi chùa kia mọc lên liền. Niệm thời gian ngôi chùa kia mọc lên, nếu có khả năng nói chuyện Phật pháp thì nói vài câu. Cứ người ta lỡ rủ, người ta lỡ niệm Phật, người ta lỡ cái nhà to đó rồi đãi cơm rồi cho người ta ăn cái nhà to đó, đó
Còn cái này người ta nhìn qua cái chùa đang xây, cái mình nêu lên sao? Bây giờ quý Phật tử cứ nghĩ đi, chùa chiền này xây là cho chúng sanh, cho bá gia bá tánh để được nhờ. Chúng ta cùng chung tay với nhau để gây dựng ngôi Tam Bảo ở đây được lợi ích. Nên bây giờ thầy quyết định xây ngôi chùa ở đây, đã được giấy phép công nhận, đâu vào đó tiện lợi hết rồi. Chỉ còn đòi hỏi là tiền bạc vật chất để mà làm lên ngôi chùa này thôi. Bây giờ quý Phật tử thấy rõ ràng thầy nhiệt tình ở đây tu ngay cái nhà tôn dù nóng nực, nhưng tương lai chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ có một chánh điện mát mẻ để mà tu hành. Quý vị cứ nghĩ như vậy là chúng ta sẽ cùng chung tay để gây dựng ngôi Tam Bảo ở đây, để cho chúng sanh được nhờ, con cháu chúng ta cũng được đến ngôi Tam Bảo đây nương tựa. Nên mỗi một người có công, có của để chung tay với nhau để xây dựng ngôi Tam Bảo nơi này. Thì quý vị biết, quý vị nói ra như vậy thì một người truyền 10 người, 10 người truyền 100 người, truyền ra thì người ta nói rằng ông thầy đã có tâm. Tuy chùa đang nghèo, xây dựng đang khó, nhưng mà thầy rất là có tâm hướng dẫn người ta tu. Mình phải hộ trì người này thì tức khắc nhiều người hộ trì, trong vòng 5, 2 năm là xây xong ngôi chùa liền, chắc chắn luôn đó. Phải làm vậy đó. Còn bây giờ chạy đầu này đầu kia đi kiếm tiền xây chùa, nhưng mà không chịu xây cái nhà kế bên đi tu. Vậy thì người ta lợi, người ta thấy chùa này không ai tu, mà hậu chuyện chi. Nên quý vị phải chịu cực đi tìm, nhưng mà không được bao nhiêu tiền hết chứ. Thật sự đi tìm mà không có bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu hướng dẫn người ta tu thì người ta cúng dường để quý vị xây chùa thoải mái luôn. Nói thiệt á, 100%. Trời ơi, cái này là người ta làm, người ta thấy rõ ràng mà người ta hướng dẫn cho đó. Hiểu không? Hướng dẫn nhiệt tình đó, phải không? Nên chùa chiền mọc lên được thì tốt, chúng sanh được nhờ mà. Nó như hồi sáng có một cái cô Phật tử ở miền ngoài của nó một câu: thầy ơi, thầy của con ngoại á, nhìn phương pháp tu này thầy của con cũng muốn tu giống vậy luôn. Rồi bây giờ hỏi, muốn hỏi thầy á là nhận người già làm sao, thầy có thể ghi ra một tờ giấy là rõ ràng nhận làm sao để thầy con cũng muốn nuôi người già. Nhưng Đức nó thì nhận vô nuôi chứ nhận làm sao. Nhận vô thì nuôi, chứ không lẽ nhận vô để chiên xù. Hiểu không? Trời ơi, là nhận vô nuôi. Đã là nuôi thì phải có tâm nuôi. Thì trong lúc nuôi đó thì đưa ra nhiều cách để mà mình hỗ trợ giúp đỡ cho họ tu. Thí dụ như giờ lo lắng hết trơn, vậy thì không nên giữ tiền. Mà cái cách mà vô chùa tu luôn mà không giữ tiền hay lắm. Thấy cái hay cho nói cho vị nghe, đời lãng đạo luôn nè. Vì vô đây ở an lạc quá mà không giữ tiền, vậy thì có tiền để đâu? Cúng Tam Bảo. Dù là không kêu cúng nhưng bắt buộc là vô chùa ở luôn là không giữ tiền. Không giữ tiền thì bỏ thùng Tam Bảo, đúng không? Họ không dính dáng cái gì mình cũng không dính dáng luôn, họ không nói mình được. Nó quy tắc của người ta là vô ở luôn không giữ tiền. Người ta kêu rằng bây giờ có tiền cho con cháu hết đi. Mà bây giờ họ cho thì họ vẫn biết chúng sanh, mà họ vẫn nghĩ ra rằng thôi hai vợ chồng tao không phần, hai đứa không phần, tao không phần, tao cúng dường Tam Bảo. Tại vì tao nương tựa vào đó nên tao cúng dường Tam Bảo, thấy không? Dù mình kêu cho hết nhưng mà họ vẫn nghĩ ra cái điều là con cháu không biết tu phước duyên, bây giờ mình phải thế con cháu để tu phước duyên. Nên họ bỏ ra một phần, họ đem họ bỏ vô thùng Tam Bảo phía sau lưng nè. Đó, thấy chưa? À, chỉ người ta không? Hay là không giữ tiền. Không giữ tiền nó có cái rất hay thêm nữa nè. Không giữ tiền thì không còn đường đi ra. Không có tiền đi đâu. Thì biết vì sao mà tôi đưa lên tư tưởng mà nhận người mà không giữ tiền không? Vì tôi khi đi tu nè, tôi xin thưa quý vị, tôi không biết điều này đâu. Như tôi nghĩ trong chùa không có giữ tiền, tôi nói thiệt. Tôi ngày xưa là quan niệm của tôi nghĩ trong chùa không có tiền, thầy tu là không có tiền. Tôi nghĩ kỳ cục vậy đó. Tôi chưa từng biết Phật pháp mà tôi nghĩ kỳ cục vậy đó. Nên tôi nhớ là tôi có tiền rồi, cấp ngoài đời chút đỉnh là tôi giải quyết hết trơn, thiếu nợ ai tôi đi trả. Rồi thêm cái nữa, tôi còn chiếc xe Honda tôi bán luôn. Tôi nhớ là đi tập thể dục mỗi buổi sáng, đưa công viên Tao Đàn Lê Thị Riêng á, rồi mấy công viên đó đi vòng vòng rồi uống sữa đậu nành thiếu nợ. Buổi sáng có nhiều bữa không đem tiền theo, uống sữa đậu nành thiếu nợ mười mấy hai chục ly. Mà uống ngay con nhỏ bán sữa đậu nành nó cũng cần bằng tuổi mình. Bữa nào buổi sáng chạy ra đi tập thể dục vậy chứ lạng lạng cái khu vực bán sữa đậu nành không à. Uống mấy ly ngồi tán dốc một chút chạy về. Rồi xong cái thôi trả tiền cho em mấy ly sữa đậu nành, anh đi tu rồi.
không? Rồi xong giải quyết xong hết trơn, cái đi lên tới tỉnh Thất Quan Âm là tiền xe đi lên chảnh xong nghe. Mà hồi đó đi tu là có 4-5 đứa bạn nó đưa đi lên tới đó luôn đó. Rồi xong bắt đầu đi lên tên đó xong còn 500 ngàn túi. Rồi xong quỳ trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, bỏ cái thùng Tam Bảo nói: con bây giờ không còn ten. Về chùa thầy chủ trì nhận không nhận cũng ở luôn, giờ đường đâu đi được, đường đâu đi đâu nữa giờ, không còn đường đi, không có tiền. Thì bỏ vô thùng Tam Bảo xong vô xin thầy kêu ra sao bếp, phụ bếp đi. Đúng nghề. Đúng nghề, đúng không? Đó thì thầy biết rằng á là những đứa có tiền nên tu mà gặp những sự cố buồn phiền này kia, những đứa đâu có đi ra được đâu. Đi ra đi đâu, không có một cách nữa. Và cuối cùng cứ chịu khó mà cố gắng tu, cố gắng tu. Vậy mà tu với tu được luôn à. Còn những người mà đi tu mà để dành tiền mà để bên ngoài á, để có cái gì tu không được, đi gì là cái đi gì hết trơn à. Có mình những đức là không có tiền tu luôn. À, nhìn được chỗ này nên đưa lên quy tắc là vô chùa không giữ tiền. Đó, đó chính bản thân mình nè, nó làm nè, chứ ít chùa nào làm lắm đúng không? Điều thứ hai, điện thoại là một điều rất nguy hiểm để báo tin. Thấy chưa? Nên đi tu mà cầm điện thoại sao tu? Nó báo tin hoài sao tu? Nên từ nơi đó những đức đã biết chiếc điện thoại này nguy hiểm. Vì những đức ngày xưa 5 năm trên kia cầm điện thoại đã quá phiền phức rồi. Nên từ đó về sau đi xuống đây là không cầm điện thoại luôn thì thấy lợi ích. Phiền phức và lợi ích những đức nhìn ra, nên những đức chọn cái lợi ích là không cầm điện thoại. Nên chùa mình đại chúng không cầm điện thoại nên mới yên ở đây tu. Thấy không? Hai cái thấy ngon rồi đó. Hai cái này là thấy đặc sắc rồi. Thêm cái nữa, vô chùa tu không đi về. Ha ha. Vì sao? Vì chính những đức hơn 13 năm nay không về. Thật sự không về nhà hơn 13 năm. Và thấy được cái lợi ích cực kỳ lớn khi không về nhà. Vì không còn cái nhà thì là chùa là nhà. Quý vị còn cái nhà thì quý vị ở chùa này chưa nhiệt tình. Người đi tu mà còn cái nhà là chưa nhiệt tình với cái chùa. Mà không còn cái nhà thì hoàn toàn sẽ nhiệt tình với ngôi chùa. Nên tại sao chúng trong chùa mình ai cũng nhiệt tình? Vì không có nhà. Quý vị thấy những điều những đức làm là những điều trải nghiệm đúng không? Đó, thầy nghe đó, làm đi. Mà nhận mấy bà già đưa quy tắc vậy đó. Được không? Nhưng mà thầy nhớ, thầy mới nuôi người già mới vô, thầy đừng đưa lên qua quy tắc này. Thầy cho người ta thoải mái một chút để người ta vô đi. Rồi thầy lo cho nhiệt tình thầy. Nhưng mà trước nhất là phải thầy phải gom điện thoại thì nó mới ở nghe. Nhưng mà tiền và đi về lai rai thì cái chuyện đó mới thì để từ từ. Nhưng mà thầy muốn nó ở chùa luôn thì thầy phải nuôi họ làm sao mà cho họ vui á. Nuôi họ cho họ an lạc á, cho họ phái cái chùa mình á. Thì tức khắc lúc đó thầy đưa quy tắc gì nó cũng nghe. Chứ bây giờ vô nó mệt muốn chết, nó cực muốn chết mà chưa chân thầy ép nó vô thế. Hai ngày nó về không còn đứa không. Thấy không? Người ta ở đây là người ta lo ngon quá. Ai người ta cũng nghe, người ta thích rồi. Vô đây người ta vui rồi. Nên kêu người ta ở đây luôn, người ta nói đi đâu nữa giờ. Thấy không? Đó, nên phải hiểu nghe. Cái cách làm tôi nói rất là rõ ràng. Nhưng mà đặc biệt là bằng cái tâm. Cái tâm phải chân thật. Quý vị, nó bây giờ á, nhà ăn mình đồ á, bắt đầu là xong rồi đó. Từ hôm nay nghe, mỗi tuần chủ nhật người ở lại mà tu buổi chiều đó là không có ngủ chánh điện nữa. Ngủ chánh điện này là kẹt quá mới ngủ thôi. Thật sự cái nơi thờ cúng mà mình nằm nghiêng nằm ngã mình ngủ thì nó không phù hợp. Từ khi là kẹt lễ lọc hay kẹt có chỗ ngủ, hiểu không? Bữa nay nó có cái nhà ăn ở trên nó mát lành luôn. Hiểu không? Quạt bắt đầy quạt hết trơn trời. Vì vô nhà ăn đúng không? Quạt bắt là biết con người tâm làm sao. Bắt quạt nhiều quá trời nhiều mà. Một cái vị trí dưới không mà 48 cái quạt chằng. Quạt á, 48 cái quạt chằng, 42 bóng đèn. Vậy điếm có phải không? Nó. Hiểu không? Nó thì bị coi vô nhà ăn nó rực sáng không? Nó thì bị biết ở trên cũng vậy luôn. 48 cái quạt. Mấy cô lau sạch bóng, chạy chiếu sẵn hết rồi chứ. Xong ai ở là buổi chiều cứ lên đó ngủ giặt.
Ngủ giấc xong tới giờ xuống đi tu, nằm ngon lành, quý vị muốn lăn, muốn lộn sao cũng được nha. Nằm nghiêng, nằm ngã được hết. Tỷ vị ta, ở trên đó là thoải mái đó. Rồi đi xuống thì xuống cái cầu thang mà đi ngang qua cái khu nhà có quý Phật tử ở đó. Cầu thang nó thấp nghe, cầu thang nó co xuống gì, nó xuống gì dễ. Còn hai cầu thang kia thì mấy người chân khỏe thì đi lên, thẳng lên. Còn mấy bà yếu yếu thì đi qua cầu thang mà xiên ngang á, có cầu thang nghiêng 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 đó, cầu thang nó đi thấp, nó chỉ điểm rõ ràng. Còn chùa mình á, cái nhà ăn dưới đó cái đường này vô nhỏ quá, nên cái lượng người này mà đi vô cái đi ra cái đường này á là chen nhau đi á, chen cho bị móc túi á, chen móc túi ghê, chen chen chen, nhất là mấy bà phóng sanh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thầy kêu hoan hỷ vỗ tay, gương mặt lên trời nhìn chim bay. Con gỡ tâm buồn phiền, con theo cánh chim bay. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở dưới lọn 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 lọn, cầm cái lưỡi lam rẹt 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 rẹt, lấy cái tiền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vui quá vui, A Di Đà Phật, vui quá vui, A Di Đà Phật. Mà những đức càng niệm hứng thì mấy bả với mấy niệm dữ lên nghe. Những đức mà niệm mà A Di Đà Phật, mấy bả chứ A Di Đà Phật niệm chút ở dưới nó gặp túi sạch nhách chứ. Rồi xong rồi ô nay an lạc công nhận gờ xuống. Ôi trời đâu mất tiền hết trơn kìa trời. Hồi nãy giờ niệm không có trời, đâu rồi tiền trời ơi, cắt bè túi. Trời ơi cái túi nó cắt bèo nhèo hết trơn. Mày niệm chi mày không hay, mày vỗ tới vỗ lui còn tay mày gờ gờ cái túi mày cũng ghê, thấy không? Đó, nó vỗ tay thả chim mà vậy mà dưới nó gạch túi. Không mà công nhận người ta cũng giỏi ghê nha. Bây giờ mà kêu mình đi gạch túi người ta, mình biết không biết cách nào mình gạch. Không biết sao nó lọn hay. Cái túi áo người ta vậy mà sao nó gạch cái túi, mấy bà này không hay, mấy bà này công nhận giỏi ghê. À, không biết sao đúng là cao thủ nha, chắc nó cũng học qua hàng phá hay sao. Chứ mình bây giờ mình lọn nhưng mà mình gạch túi coi chừng mình lọn tầm bả nó chụp tay mình. Hiểu không? Mình có lọt được vô mình gạch túi đâu. Hiểu không? Nên từ đâu đó mà công nhận đúng là nghề nghiệp hay. Số 1. Cái thằng chợm này hay thiệt. Vậy mà cũng dính. Đúng là chỉ cái chân thật là hay. Dính. Cái đợt mà bị hởm ùm mà đập thùng Tam Bảo lấy tiền tùm lum á, mà móc túi tá lả âm binh là nó có 13, 14 thằng. Một nhóm của nó ghê thiệt. Vậy mà nó vớt cái nhà thờ nào đó mà mấy chục tỷ hay gì đó, nghe nói. Mà cuối cùng cái nhà thờ đó tao bố trí nhân sự thì sao nghe. Bắt được một thằng. Cuối cùng nó điều tra ra bắt hết nguyên nhóm, mười mấy đứa. Vậy thấy không? Không có phước cầm tiền chưa được xài. Chết, thấy chưa? Nên thôi, thật sự mà nói, bình an, làm việc chân thật vẫn là đúng, đắng hơn, yên hơn quý vị. Làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều chắc. Chứ làm cái chuyện phạm pháp kỳ cục lắm. Nên trong cuộc đời chúng ta nghe đạo hiểu, buôn bán xì ke ma tí, trộm cắp, buôn bán cái này kia tầm bậy bạ thôi, đừng có làm. Làm cái chuyện đó nó không có thọ đâu. Cuối cùng nó cũng bị tóm cổ à. Đúng không? Bây giờ quý vị mà có chồng mà chồng quý vị nó đi ăn cướp, hoặc là chồng mình mà nó đi bán xì ke ma tí, quý vị ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Tại vì sao? Vì trời ơi nó bị chụp cổ bây giờ. Người ta tịch thu hết của cải bây giờ. Thôi, mình là người biết tu hành là mấy cái việc này không có làm nữa. Nó tham lam trộm cắp của cải người ta là mình không dám làm quý vị. Hiểu không? Nó nên quý vị biết mười mấy thằng bị bắt hết. Trong cái thời điểm này quý vị thấy nó yên lắm, ít móc túi đúng không? Lúc trước nó bố trí ra mười mấy thằng mà từng chủ nhật nào cũng vô chùa. Nó mà trời ơi, nó hoành hành thấy ghê, trong thời điểm nó thấy ghê thì bị bắt hết chưa? Nó nên con cháu của mình dạy quý vị. Dạy đàng hoàng. Bây giờ nó ghiền game, nó cũng ăn cắp tiền cha mẹ. Đứa con còn nhỏ mà đi ăn cắp tiền cha mẹ là lớn lên thế nào cũng đi ăn cướp. Nhỏ đi ăn cắp tiền, lớn lên ăn cướp chứ làm sao. Nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là trong cái cuộc đời này nó nhiều việc mà lộn xộn lu bu lắm. Nên ở trong ngôi Tam Bảo này mà đông đúc gì quý vị biết không? Nhưng đứa cứ nhắc hoài cái chuyện tiền bạc quý vị coi. Trời ơi bao nhiêu ngôi chùa mà quý vị biết. Khi mà nổi tiếng lên một cái là nó có chuyện tiền bạc không á trời. Tiền mà danh ghê lắm, mắc đạo. Cái hội chúng mà quản không khéo, tá lả âm binh đó chứ. Riêng chùa mình quý vị biết rằng những đức kỹ từng chút,
Vì cái chuyện mà nhà bếp nấu ăn đa phần chùa chiền đầu bếp chính ghê lắm, kiểu mà người ta vô nấu ăn là phải cái gì cũng phải chút chút, hiểu chưa? Chùa mình không có, chùa mình không có chuyện này xảy ra, vì những đức quản kỹ quá, đức nói hết trơn, hiểu chưa? Ai cũng nghe hết trơn. Và mấy cô trong chùa quý những đức đâu có dám làm gì, thì những đức mà kêu lại một cái là mặt mũi nào gặp những đức, đâu có dám, hiểu không? Nó được yên vậy đó. Chứ thêm cái nữa, vị thấy nhiều cái cách của những đức đưa ra, vị thấy không? Chùa mình, vị thấy có bao giờ ai mà đi vô chùa mình mà vô bếp nấu ăn không? Đâu có cái đoàn nào vô nhà bếp nấu ăn. Ồ, đây là kinh nghiệm mà. Bởi vì đúng là trải qua thời gian nấu ăn những đức kinh nghiệm thiệt. Cái nhà bếp của chùa mình mà để cho người ta vô nấu ăn á nghe, lâu lâu cái bà nào nấu phở nấu hủ tiếu vô nguyên nhóm nấu á, là cái nhà bếp có chuyện xảy ra. Mấy bà vô nấu là mấy bà bài vẽ, rồi mấy bà nói này nói kia trong đó đó. Rồi đầu nó móc nói cùng với người trong chùa qua lại nhau, rồi cuối cùng tiêu cái bếp. Nên nhà bếp chùa mình là quy tắc ai cúng dường cúng tam bảo, còn nấu ăn là chuyện của chùa nấu, không có đưa lên lý do. Nên có ai mà đưa những đức tiền mà nói thầy bây giờ thầy nấu cho con bữa lẩu này cúng dường để chúng, thầy nấu bữa bún này cúng dường để chúng con. Riêng chùa người ta mà nhờ vậy là phải nấu đó nghe. Riêng chùa mình không làm chuyện này. Tôi muốn nấu là chuyện của tôi. Cúng dường là cúng dường tam bảo, sao kêu tôi nấu? Tôi kêu hoài rồi bây giờ chúng trong chùa cực chịu sao nổi? Lo cho một ề mà đúng không? Nên từ nơi đó có những người cha mẹ ta mắc nói thầy ơi, con gửi tiền cho thầy, thầy nấu cái này cho đại chúng mỗi tuần vậy đó, vậy đó, để cho con cúng dường cho đại chúng đấy, để hồi hướng cho cha mẹ con. Những đức nói miễn đi. Trời trời, cô mà kêu làm kiểu này chúng trong chùa nó cực, nó bức hết chân, cô còn có tội nữa. Để những đức điều tiết cho. Nếu cô được như vậy thì nhiều người như vậy hết, vì chùa này tiêu. Nên từ nơi đó cô đừng có làm gì. Cô muốn cúng dường tam bảo, chứ đừng có kêu nấu cái này cái kia theo ý của cô. Vậy thì cái chuyện cúng của cô là không dính nghe. Mày thấy không? Hướng dẫn người ta rõ ràng rồi. Nên chúng chùa im điềm. Đặc biệt nó mà cái nhà bếp chiến này mát lắm nghe. Mát. Nhà bếp nấu ăn á. Rồi cái ở ngoài ngồi thì cũng được đúng không? Được. Chứ không đến nỗi nóng quá. Mà trưa nay ngồi đông cũng nóng á. Thời tiết nóng mà. Còn cái chỗ nấu ăn rất thoáng, thiết kế cái đó rất thoáng. Còn cái bên kia rửa chén là cách ra khỏi nhà bếp. Ba ngày làm ba cái nhà đó đó. Buổi tối đổ bê tông, lộn mèo làm chung đó. Mưa gió làm luôn mới xong đó, chứ không dễ ở đâu. Nên từ nơi đó đó mà ngay cái chỗ một bên là ra đồ ăn, một bên phía sau là rau, củ quả, cắt gọt, không? Còn một bên là rửa chén, thoáng mát, sạch sẽ, không? Vô nhà bếp nấu ăn, cái tâm trạng của người nấu ăn nó nhẹ. Mà khi cái tâm trạng của cái người mà nấu ăn mà thoải mái á, là nấu đồ ăn ngon lắm nghe. Các vị nhớ gia đình cái bếp quan trọng lắm á nghe. Làm cái bếp cho nó sạch sẽ, mát mẻ, để cái bà vô nấu ăn bà thoải mái. Khi mà bà thoải mái rồi bà nấu đồ ăn ngon, mà đồ ăn nó không có bị trúng độc. Còn cái nhà bếp mà sập sệ, đen đúa, lọ nghẹ tùm lum, đụng ở đây lọ, đụng ở đây lọ, đụng ở dưới lọ, rồi vậy nhà bếp này nấu ăn là có vấn đề chắc chắn luôn, dễ sân si. Nó nên một cái quán ăn mở ra nhiều cái bếp vô cùng quan trọng. Chấp nhận tốn tiền một lần lót gạch hết cái bếp luôn. Những đức nói thiệt chứ, như những đức mà nói mà cho những đức hoàn toàn cái quyền xây chùa nha. Tường này những đức lót gạch hết. Tất cả tường trong chùa những đức lót gạch sạch luôn. Vì chi à? Tốn tiền một lần về sau khỏi cực. Lâu lâu lao cái xong rồi. Trời ơi, trong chùa mà sơn nhà hoài biết quá mà. Sơn hoài à. Cứ là nửa năm, năm á nó bay màu sơn hoài vậy đó. Gặp mà lót gạch này thì mình lau thôi là sạch rồi. Lâu ngày dài quý vị. Nó nên từ nơi đó cái việc thà mình tốn tiền nhưng nhìn xa, nhưng mà phải có tiền mới nhìn được. Chứ không có tiền thôi làm lẹt quẹt thí đại. Có người nó nói thầy ơi con cũng hiểu nhưng mà không có tiền này ơi, nên che đỡ nó mà nấu thí đi, đúng không? Chứ ngoài ra mà có tiền là mình làm vậy đó. Chứ đừng có tiết kiệm cái mà cần dùng. Cái mà cần dùng thì dùng cho xứng đáng mà nó còn không tổn hại nhiều. Nên từ nơi đó mà những đức làm là những đức nói thiệt. Nếu mà cho những đức làm là những đức làm một lần cho nó xong luôn. Những đức phái cái việc gì nè quý vị. Trong cuộc đời chúng ta tu quý vị nhớ nha. Cái gì mà lo cho người ta, quý vị nên lo cho người ta làm sao mà để cho người ta sau này đừng cực.
thì cái phúc duyên của mình về sau hưởng á dễ dữ lắm. Tại vì quý vị lo cho người ta nó thoải mái quá, nên khi người ta mà lo cho quý vị nó cũng thoải mái luôn. Còn vì quý vị lo cho người ta mà bị dằn vặt người ta là sau này hưởng cái phước dằn vặt đó nha, chứ không giỡn đâu. Nó chùa mình mà những đức cho đi chơi là những đức dằn vặt, không sao này những đức mà đi chơi là bị dằn vặt lại. Không, tôi chấp nhận luôn á, tôi đi chơi dằn vặt tôi đi, để cho tôi đừng đi chơi nữa, hiểu không? Chơi có được gì đâu, nó đi chơi dằn vặt. Nhưng mà chúng trong chùa mà những đức cho ăn là không bao giờ dằn vặt nha. À, nhưng mà những đức dạy rất rõ ràng, giờ giấc ăn uống đâu vào đó rõ ràng. Nên tất cả quý vị mà đi về chùa mình những đức ấy, đi về chùa ở đây không phải chùa những đức, nó lộn, là hộ trì ở đây bằng cách gì phải không? Là hiểu cách để hộ trì, hiểu cách để hộ trì. Toàn bộ nam đi về chùa trẻ gì cũng vậy chứ, là ở trên khu vực trên đây và xuống nhà ăn, không dính dáng gì cái hội chúng ở bên dưới của nữ làm việc. Thấy không? Rõ ràng đúng không? Còn nữ chung chung làm được thì hộ trì với nhóm nữ làm việc, gọi là nữ ra nữ, nam ra nam, không nên chung chạ làm việc chung. Đây là cách hộ trì tam bảo rõ ràng. Nhớ. Nên á, quý vị ở đi đến đây lâu đi, gặp một người nào mới mới đến lũi 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 vô làm nè, lên ra ngoài anh, mình ra ngoài đây mình làm đi, quy tắc của chùa vậy đó. Đó, mình hộ trì cách đó đó để chùa mình ổn. Bây giờ nhân sự trong chùa mình, một nhân sự nữ mà chỉ cần phạm phải những điều dính dáng này kia phiền phức thì quý vị thấy phải ảnh hưởng chùa chúng ta không? Ảnh hưởng những cô khác. Mà nếu không có cái nhân sự nữ này làm, vậy làm sao chùa chúng ta có thể phát triển? Những đức phải nhờ họ mà, nên phải ổn định vị trí đó đâu đó đàng hoàng. Nên sự hộ trì tam bảo qua nhiều trung gian phải có góc độ cho sâu sắc. Còn chư tăng chư ni đợt này ăn cơm thì những đức sắp cho cái nhà ăn trong mà chừa ra một khoản, là những đức đặt chắc cho hai cô dọn đồ ăn sẵn hết. Chư tăng chư ni xuống cứ vô vị trí đó, bố trí cho ngồi vô vị trí đó đàng hoàng của tăng ni. Còn cư sĩ là ra cư sĩ, tăng ni ra tăng sinh, tăng ni rõ ràng. Chứ mấy lần trước ở đây không có chỗ ngồi, bước ra trời ô Phật tử bay vô lấy cơm, mấy ông thầy cũng bay vô lấy cơm. Cuối cùng có nhiều bà Phật tử bà đâu có nhìn ông thầy đâu, bà cho chỗ ông thầy một cái, bà gặp ông thầy ôm nhơ ôm nhách. Ông thầy kia qua ông gặp đứa nó, thầy nói Phật tử lợi giùm con, gì đâu mà dữ quá, biết sao á, tu gì đâu mà 11 giờ mấy ra nhưng họ đói sao kỳ. Tự nhiên con vừa nhảy vô con lấy hộp cơm, mấy bà nó biết bà xô sao bay vô cho chỗ nghe không, cuối cùng thở không nổi. Mình xách hộp cơm ra thở không nổi. Cuối cùng cô đi ra xe đi về luôn mà chạy dọc đường muốn xỉu tại chỗ. Nói trời ơi Phật tử vậy đâu mà cho chỗ ông thầy kỳ cục ghê. Thấy không? Nên từ nào đó mình cũng thấy cái tình cảnh vậy, nhưng mà mình thôi thôi mình nói từ từ. Bây giờ cái nhà ăn xong rồi quý thầy quý sư cô vô cái là có chỗ ngồi đàng hoàng, đâu vào đó hết. Mà cái nhà ăn trong mai mốt nhà đức thiết kế lại thành hai dãy quạt nha. Bây giờ nó có dãy quạt là chắc nóng đó. Nhà ăn trong á, nên mình phải thiết kế làm sao thành hai dãy quạt. Đèn bắt thêm. Trời ơi, mình vô cái nhà ăn mà đèn nó sáng mới bị ăn cơm ngon. Nhà sạch thì mát mà bát sạch ngon cơm. Nhà ăn mà sáng sủa sạch sẽ mát mẻ vô ăn cơm ngon. Còn vô nhà ăn mà lờ mờ giống ăn cơm với ma. Nên nhà mình ở á, lâu lâu lao mấy bóng đèn nghe không? Lao bóng đèn là đèn đóng bụi nó mờ. Lâu lâu lao cái quạt, quạt mà dơ á là nó quạt không nổi. Vì thấy cái quạt chặn không? Quạt chặn mà nó mà đóng bụi dơ là nó quạt cái quạt vậy. Còn bóng đèn mà dơ á là cái ánh sáng của nó mờ ảo ảo đúng không? Nên lâu lâu phải lau quạt, lau đèn. Đó là phong thủy của nhà. Còn nếu bóng đèn nhỏ quá thì nhìn gia đình của mình, thiết kế bóng đèn lại cho sáng. Đó, bước vô nhà cái rực rỡ liền. Phòng ốc thì làm sao cái phòng ở của mình dù nhỏ nhưng bước vô phòng phải có phong thủy. Bước vô phòng phải có phong thủy. Kiếm bức tranh nhân sinh gì đó, bức tranh núi non biển cả rồi đó, treo ở trong phòng nghe. Bước vô phòng cái trời ơi thấy sao thích quá. Đi làm là muốn về nhà. Nhà nhỏ nhưng đi làm là muốn về nhà, gọi là phong thủy nhà tốt. Còn đi làm xong mà đi lạng quạng vòng vòng không về nhà là phong thủy nhà xấu. Bắt đầu đi vô vào pháp rồi nè. Vòng vòng bắt đầu vô vào pháp rồi nè. Vì sao phong thủy nhà xấu? Không phải do căn nhà,
mà là do bà vợ ở nhà. Do bà vợ ở nhà. Bây giờ tới bà nè. Tới bà. Hiểu không? Bây giờ quý vị coi, mình là người đàn ông, mình đi làm về mệt là mình muốn gặp ai? Vợ. Nhưng mà bây giờ mình gặp con vợ mình là mình chết. Bèo nhèo, mặt mày te tua, nói chuyện thì chọc lóc. Vậy thì thôi, đi ra quán cà phê gặp em một chút. Em, anh đi phê coi, ngồi xuống chơi một chút, nói chuyện một chút coi. Ủa sao không về nhà đi lại đây? Về gặp vợ ghét quá, chán quá. Nói gì đâu không. Gặp nó cái là nó hỏi tiền nào là tiền nhà, rồi tiền học, đóng trường, thì tùm lum tùm lá. Nó làm gánh nặng cho anh không à. Phải chi mà ngày mai hay tối lại đi nó hả nói. Anh vừa đi làm gì mệt chết luôn, chưa dắt cái áo lên trên xào là nó bước lại nó hỏi tiền này tiền kia, hoặc đang ăn cơm là nó nhắc liền. Vừa đang ăn cơm, anh đang ăn cơm để anh ăn đi, nó không hiểu anh chút nào. Anh đang ăn cơm là nó hỏi ngày mai đóng tiền học, nó nghe lo tiền chưa, là anh thấy là anh nuốt không vô cơm à. Nên anh là ở đây nói chuyện với em, anh không có một cái bận tâm nặng nề gì hết. Em à, thấy chưa? Hiểu không? Nó nói, tại sao mà chồng mình đi uống cà phê, chồng mình đi tìm người này kia nói chuyện? Vì mình không có góc độ nói chuyện, không nhìn nhận được giây phút, lúc này, lúc nọ, lúc kia, không biết. Nên cuối cùng chồng mới đi xa nhà hoài, là lỗi rất lớn là do mấy bà. Thấy không? Mấy bà cứ chăm con, chăm nhà, giết bà trở thành tiêu cực, quên chăm mình. Thấy chưa? Quên chăm mình, để cho tóc tai tả tơ. Thấy không? Bận biểu đến mức mà không đánh răng. Keo kiệt đến mức mà không còn tắm nữa. Nó không có bao nhiêu tiền hết. Nhưng mà bây giờ một chai sữa tắm nho nhỏ thôi, tắm cái nó sạch sẽ. Hiểu không? Đó, rồi một cái bàn chải đánh răng mà đánh đến mức mà nó cùi luôn không chịu thay. Nhìn từ chỗ đó thôi thì nhiều cái yếu tố gom lại làm cho người đàn ông người ta cảm thấy rằng không phải gần hoa nữa. Mà gần gì? Gần đống sình. Thì bỏ đi chứ sao? Đúng không? Đây mấy bà phải kinh nghiệm nghe chưa? Nếu như những đứa ngoài đời mà gặp cái đó, những đứa cũng đi uống cà phê. Rồi đi uống cà phê rồi về già bệt quá. Hiểu không? Mấy ông công nhận phải không? Chấp nhận điều này rõ ràng. Thấy không? Thấy hướng dẫn cho mấy bà. Vừa tu được mà vừa hạnh phúc gia đình, nó thấy chưa? Chứ đâu phải nói là trong cuộc đời này đơn giản đâu chả. Mình đi tu mà mai mốt mình đi về nhà mình nhìn mình te tua tả tơ, chứ cái điều này là không đúng rồi. Tu sao không biết mà tu gì đâu mà thấy ghê. Ôi về đâu mà về tóc tai bùm sùm. Lễ Phật lễ Quan Âm xong về mà tóc nó sụ bên đây sụ bên kia. Sụ còn áo sống thì đi mà giống như bại trận. Bữa đó cách nay 3 ngày, có cái ông đó ông dẫn vợ đến. Ông dẫn đến nói, tôi nói với thầy, thầy hướng dẫn vợ tôi sao mà bây giờ tôi nói gì nè. Mỗi lần nói tới là nó nói buông xả. Thầy chỉ nó xả kiểu gì mà kỳ cục vậy? Bây giờ tôi hỏi thầy, nếu thầy không đi tu mà thầy có vợ, thầy chấp nhận con vợ gì không? Thầy coi con vợ tôi nè, mà ngày xưa nó chưa đi tu nó đâu phải như vậy, mà giờ nó đến chùa thầy giết mà nó thành ra cái hình thể này. Như Đức nói, ông nghe tất cả buổi giảng, có buổi giảng rồi tôi kêu cái hình thể này xuất hiện không? Bây giờ ông đem cái bằng chứng ra, ông đem cái bằng chứng mà tôi dạy vợ ông cái hình thể này, ông đưa ra cho tôi đi rồi tôi chấp nhận, tôi quỳ tôi lại ông cũng được nữa. Nhưng mà tôi có bao giờ tôi dạ vợ ông ra hình thể này không? Mà do tại vợ ông, chứ đâu phải tại tôi. Cái bà kia bà nói, anh sai rồi, không phải lỗi của thầy đâu. Cái ông quay qua ông nói, tao thắng vô mặt bây giờ binh thầy phải không? Thì binh ông thầy, mày binh tao hả? Nói, không phải vợ anh binh tôi, mà vợ anh nói đúng. Bây giờ anh đi nghe tất cả các buổi giảng đi, có buổi giảng nào mà tôi dạy vợ anh ra cái hình thể này không? Mà thiệt cái bà này không biết bà làm sao, nhìn bà thấy ghê. Và công nhận mình cũng thấy ghê thiệt. À, tôi không biết làm sao mà dưới tóc tai nó bùm sùm kỳ cục lắm. Chồng nó nói không biết nó học Phật kiểu gì, mà thật sự là nó không đánh răng. Bây giờ mới 4 mấy tuổi mà thầy cứ nghĩ đi.
Bây giờ có khi mình muốn hung vợ một cái mà mình không hung nổi. Bây giờ thầy nghĩ đi, bây giờ thầy mà dạy kiểu này là cái như là con người ta học Phật không hạnh phúc. Thì bắt đầu những đức nói đúng, đúng. Dạy như vậy là không hạnh phúc. Mà tôi có dạy như vậy đó. Mấy bà thấy chưa? Nên á, mấy bà làm sao á, cho cái thằng thầy hướng dẫn mấy bà mà cho nó được nở mặt nở mày với người ta một chút. Mấy bà làm sao giết mà gục đầu đi không, không dám ngước mặt nhìn đời. Hiểu không? Càng học Phật mà nó càng cảm thấy sáng sủa, để cho ông thầy, ông cảm thấy nở mặt nở mày hướng dẫn mình. Hiểu không? Không lẽ mai mốt mà mua cho mỗi bà chai sữa tóc. Không lẽ giờ chùa này rộng rãi tôi mở ra cái tiệm mà gọi là thẩm mỹ. Vô chùa vừa tu mà vừa đi uống tóc luôn. Sao muốn tay muốn chân. Không mà chùa mình mà mở ra cái tiệm này chắc nó đắt lắm ta. Thật sự cũng làm giàu chứ không dễ, là với cái miệng như Đức mà nói là mới bỏ qua ba trang điểm cho mà thấy. Đi vô chùa về là đúng là thay đổi mốt luôn. Tự nhiên bước về cái là thấy trời sao mà vốn này vô chùa về đẹp dữ chợ. À thầy Đức này ghê thiệt, mở cái tiệm mà gọi là cái tiệm mà dọn dẹp mấy bàn luôn. Hiểu không? Nên từ nơi đó đây là cái điều mà gặp phải rồi đó nghe. Gặp rồi đó. Bởi vậy thấy không, hướng dẫn không lấy tiền mà còn gặp nạn. Dẫn vợ tới nơi luôn, để mang vốn luôn, kinh khủng thôi. Mà cái ông nó cũng gan, thế gặp tôi cũng không phải đơn giản. Ông nói thôi tôi xin lỗi thầy, tôi tức quá, dại quá, mắt khôn. Đúng thật rõ ràng, tôi không biết được cái chỗ nào thầy hướng dẫn sao chứ. Nhưng mà chỉ biết là dẫn vợ đến đây mang vốn thôi. Nói, à, thì mang vốn thì mang vốn, nhưng mà mai mốt suy nghĩ lại. Thấy không? Nó nên từ nơi đó những điều những đức chia sẻ ra đó là nó là nhân sinh trong cuộc sống. Hiểu không? Từ đầu tiên là niệm có Phật hiệu để cầu sanh cực lạc. Rồi giảng một chút rồi ra cái chỗ là gì? Cực lạc ta bà. Nếu như bây giờ quý vị luôn luôn là nghĩ ở Tây Phương cực lạc, như vậy Tây Phương cực lạc ở đâu? Vì chờ ngày đó vì ở coi ta bà này hoàn toàn chúng ta sống tiêu cực hả? Không tích cực mà sống làm sao có được tích cực Tây Phương? Chúng ta tích cực ta bà sống nhưng không dính mắc ta bà. Vì sao? Vì ta bà chúng ta sẽ bị mắc đi. Còn cực lạc mới là tồn tại. Nhưng mà muốn có được cực lạc Tây Phương thì ở cõi ta bà phải tích cực mà sống trong mọi mặt, làm sao vui vẻ an lạc, để nhân an lạc ở ta bà, quả an lạc ở Tây Phương. Hiểu nguyên lý này nghe chưa? Chứ không phải niệm Phật đi, xả, không phải gì, không phải, niệm Phật đi, cách phòng, không gần gũi với chồng, buông xả, buông ái nhiễm, giảng sanh, mấy người làm được, dạy cái mà người ta làm được, chứ đừng dạy cái người ta làm không được, dạy cái mà làm cả đời được, chứ đừng nên dạy cái làm nhất thờ tác dụng phụ, đừng có nói mà cái chuyện đi tu hành mà viết mà buông xả, nghe mà không hiểu nghe. Đem của cải vật chất, đem cúng dường hết trơn. Rồi vợ chồng ngừng cái phòng, cách phòng. Bây giờ không muốn gần gũi chồng, không phải đó. Không phải cái việc của mấy bà muốn hay không muốn nữa. Bây giờ từ hôm nay học Phật không phải mình muốn hay không muốn. Mà chồng muốn sao mình chịu gì. Lỡ trả nợ rồi trả luôn. Trả tới bờ tới bến luôn. Nó, vậy thì người ta khen học Phật tuyệt vời đúng không? Nó, chứ bây giờ đã lỡ trả nợ mấy chục năm rồi, đẻ mấy đứa con rồi, trả luôn. Trả tới bờ tới bến để gì cực lạc. Nó, có cái bà kia bà nói, trời ơi, đúng là không dễ niệm Phật chút nào hết. Mỗi ngày lên chánh điện, phào phào, A-di-đà Phật, niệm quá trời niệm. Như vậy mà gặp nạn là không niệm nổi thầy ơi. Nhưng Đức nói nạn gì mà ghê gớm vậy. Thằng chồng nó ôn, nó huynh một cái khó niệm sao nổi. Trời ơi, trời đúng là cái nạn này ghê thiệt chứ không phải giỡn đâu nghe.
Nên từ đời đó mà cố gắng đeo máy niệm Phật nghe chưa. Nà, gặp những độ như vậy thì như thế nào trong tâm? Như vậy chứ đừng có cái miệng ai xin đạo Phật, ai gì đạo Phật, ai gì đạo bướm, ai gì là Phật nghe mày làm cái kiểu gì kỳ cục mày. Tự nhiên ai di đạo Phật, ai di đạo Phật ở đây cũng chết nữa, thấy chưa, thấy khổ chưa? Mấy bà lúc đó mấy bà mới thấy thê thảm, mới thấy thê thảm là cái mình không muốn, đến lúc không muốn nha, đến lúc nó không muốn nữa đó. Mà không phải mình muốn hay không muốn, mà là phải chịu. Ghê chưa? Rồi mấy bà sâu sắc vào điểm như vậy, rồi mấy bà mới thật sự phát tâm cầu sanh cực lạc. Người trẻ thì chưa cảm giác này đâu, sồn sồn cỡ 50 năm mấy thì sẽ biết à, 4 mấy rồi đúng không, biết liền ha. Nên từ nơi đó phải nhận thức như vậy đó, thì sẽ niệm được câu Phật hiệu liền. Nhưng mà phát từ tâm, cái cảm giác con người sẽ giảm tối đa, không còn thích thú nữa. Hiểu chưa quý vị? Mà khi cái cảm giác mình ít thích thú rồi thì tức khắc người trong mình nó cũng giảm tối đa, càng ngày càng giảm luôn. Nó, con người là do hai bên nó kết hợp với nhau quá thích thú nên nó mới sanh ra cái tâm đó nhiều. Nếu như mà hai bên nó không thích thú nữa thì càng ngày nó càng thông suốt hiểu được nguyên lý của nhân sinh. Nó phải từ tốn, phải có thời gian, hiểu không? Nó, nên cái việc tu hành nhìn thấu mới buông xuống, chứ không phải là mù mờ buông xuống đâu. Nhiều người nghe Phật Pháp mà toàn là bị đi vào con đường mù mờ để buông xuống không à, không biết, nó đều phải có thời gian chứ. Nên cái quan trọng đặc biệt nhất là quý vị là người học Phật hưởng được sự an lạc. Mỗi ngày gương mặt sao? Bữa nay làm có nhiêu tiền chứ? Buôn bán này ế ẩm luôn, mưa gió tầm tã, dọn hàng về sớm luôn. Vậy đó mà cái mặt dọn hàng về, đẩy đồ về nhà mà đi dọc đường mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Cái cảm giác ế nhưng mà không phải ế, hay không? Còn cái kiểu mà bán ế mà về gì nè, về vừa gặp hai đứa con ngồi chơi, ê ê ê, ê. Đi vô, bữa nay tao bán ế đó nghe, khóc là tao quýnh cho mà chết. Bước vô gặp chồng, nói về hả em về em, này ế đó. Thua hoàn toàn, thua, thấy chưa? Bán ế mà về không ai biết mình bán ế. Hỏi bữa nay buôn bán hay sao anh? Ế rồi. Ủa ế sao mặt tươi quá vậy? Mặt buồn là bán đắt ha. Nó đã ế rồi thì buồn nó cũng là ế à. Thầy dạy rồi. Bữa nay mưa à, không ngồi đó nữa chi cho nó mệt. Đẩy đồ về nấu ăn nè. Bữa nay bán bánh bò đúng không? Bán bánh bò đúng không? Bữa nay khỏi bắt nồi cơm lên, hai vợ chồng mình với hai đứa con ăn bánh bò. Bán ế mà. Rồi sao? Quý vị làm đúng gì đi là sau này quý vị bán đắt liền à. Đem bánh bò chia cho chồng sớm ăn hết luôn. Vài lần, mỗi lần ế là nó lỡ nó mua sạch nha. À, quý vị đầu tiên phải phí mãi, nhiệt tình luôn. Về sau chồm sớm lại mua bánh bò, khỏi cần đi bán nó cũng lại mua sạch nhách bánh bò 100% luôn. Trời ơi, chùa nó làm nè, không thấy nữa. Hồi xưa xuống đây có tiền bạc cắt nào đâu, vậy mà cho người ta ăn lo cho người ta đàng hoàng, mà có bao giờ nghĩ ngợi người ta đưa tiền cho mình đâu. Vậy mà ngày tháng qua đi người ta lại cảm hóa, thấy chưa? Nên bây giờ buôn bán là đầu tiên mới mở ra cái sạp gì buôn bán nghe, là cho đồ chồm sớm một số. Bán đồ chay thì cho đồ chay chồm sớm ăn. Từ từ nó lại quán đồ chay mà nó ăn. Có tình nghĩa rồi thì làm ăn được luôn. Đó, phải hiểu cách nghe. Ở đây nè, chùa mình nè. Bây giờ quý vị coi, muốn đột phá một con người keo kiệt thì bằng cách nào? Mình phải rộng rãi. Còn nếu như mình keo kiệt như họ thì keo nó gặp keo thì nó kiệt quệ luôn ấy, chứ đừng nói mà có của. Mình muốn giải quyết vấn đề của những con người keo kiệt là tâm lượng mình phải rộng rãi, đưa ra đừng mong lấy lại, thì tự nhiên con người keo kiệt sẽ trở thành rộng rãi. Nguyên lý là như vậy đó. Đây là dạy thật làm thiệt đó, chứ không phải giỡn đâu.
Nên từ nơi đó mà quý vị tu học làm sao mà cái cảm giác tu học quý vị càng tu học càng vui. Vì thấy những đức chia sẻ Phật pháp không? Quý vị để ý đi. Mới vô những đức rai đúng không? Không khao đúng không? Bây giờ còn rau không? Còn khao không? Không có khao. Nên cuộc đời của người chúng ta sống càng sống với càng hứng thú, càng sống với càng tích cực. Không phải già nha. Quý vị biết nếu mà cái tích cực của một con người từ khi còn trẻ mà tới già đó, càng già thì càng thông minh và càng trí tuệ, 100% luôn. Không phải già mà yếu ớt, không phải già mà mất trí tuệ đâu nghe. Ngày xưa ông vua toàn là đi hỏi những cái người ẩn cư già tuổi, lớn tuổi không đó. Càng già càng thông minh. Thì biết vì sao bây giờ con người già mù mờ không quý vị? Là vì tuổi trẻ cháo chở nên tuổi già mù mờ. Tuổi trẻ mà vì người thì tuổi già càng thông minh. Thì thấy những đức chia sẻ Phật pháp ông càng nói càng ngừng ngực đúng không? Mà nó khang tiếng, nó hết khang tiếng luôn. Cho mày chết luôn. Đúng không? Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm quý vị thấy không? Tới ngày thứ ba, thứ tư kinh chưa? Bữa đầu còn lai rai đúng không? Bữa thứ hai tăng lên một bậc. Bữa thứ ba tăng bậc nữa. Bữa thứ bốn xả cản luôn. Đúng không? Chứ gặp mà bây giờ bữa đầu ào ào, bữa sau hạ cấp, bữa thứ ba hạ luôn, bữa thứ tư nhất tâm đảnh lễ. Chắc thôi chắc mấy bà ở dưới chắc Quan Thế Âm Bồ Tát bà ngủ sạch nhách. Chứ quý vị thấy rõ ràng không? Con người tu hành sống đời đạo hừng hực cái tâm lên. Nghèo cũng không ai đón được mình nghèo nữa. Đừng có như ngày xưa đi đâu cũng ơi ao cá chết hết rồi, mấy con heo cũng chết luôn. Trời ơi, giàu mà cũng than nữa. Giàu mà gặp ta đến nhà sợ mượn tiền than nữa, thấy không? Bây giờ từ hôm nay học Phật rồi, không có than nữa. Không có than nữa. Bây giờ nhà lu gạo, cạo sụt sột. Hết gạo nấu rồi. Bữa nay đi đến đây chủ nhật gặp thầy, thầy ơi, hết gạo. Nhưng Đức nói, vô chồng lấy bao về nấu đi. Tại vì sao? Còn thì cứ lấy đi. Hết, hết thôi. Đúng không? Tại vì sao? Khỏi cần phải nặng nề chi. Còn nếu như mà không có gạo nấu, không có cơm ăn luôn, lỡ đây ăn cơm, lỡ đây nấu tha hồ mà ăn, ba bốn đậu vàng đó. Nên mấy bà mà gặp những đức rồi, mấy bà yên tâm. Hiểu chưa? Cứ nhiệt tình sống với xã hội cho tốt đi. Nhiệt tình làm mẹ làm cha cho đàng hoàng đi. Rồi làm con hiếu với cha mẹ đàng hoàng đi. Rồi sau này á, sau này nếu mà đủ duyên á, vô đây khỏi cần lo luôn. Là cuộc đời còn lại á nghe, phơ phớ, phớ. Được không? Không ai quấy rầy nữa chứ đúng không? Phơ phớ. Nà, đầu gần gũi chồng nói anh ơi, anh có nghĩ gì không? Cái người chồng hỏi nghĩ gì em? À, em thì em có cái nghĩ là bây giờ thì thôi mình còn khỏe, mình cố gắng lo cho gia đình đàng hoàng. Nhưng em quan niệm là sau này khi em lớn là tuổi lên thêm chút nữa đó, thì tùy anh. Em thì chắc là thường đi chùa và thường ở chùa anh à. Tại vì gần hết cuộc đời làm vợ anh rồi, bây giờ đến lúc này thôi, anh cho em có cái quyền chọn lựa được không? Anh có thể buông tha em được không? Nói một câu rất nhẹ nhàng, rất tình cảm luôn. À, anh có thể buông tha em được không? Em cầu xin anh đó, buông tha em đi. Từ 17, 18 tuổi là vào vòng tay anh rồi. Tới bây giờ năm mấy tuổi rồi mà anh còn chưa chịu tha nữa. Trời, nói kiểu đó nó cảm động vô cùng quý vị. Nó cảm động mà nó tội nghiệp. Không, mà nói bằng một cái tâm chân thật nhiệt tình nha. Tại vì anh cứ nghĩ đi, bây giờ vợ chồng mình mà đến với nhau tuổi già, dù có nó có thương cỡ nào đi chăng anh nè, nhưng mà rồi một ngày nào vợ chồng mình cũng xa nhau thôi. Ai cũng chết. Bây giờ anh cứ nghĩ cha mẹ ông bà mình đã chết từ từ hết trơn rồi, cũng xa nhau thôi. Tại sao vợ chồng mình không chọn một cái chỗ đi về mà không còn xa nhau? Thiền chồng nó hỏi chỗ nào mà ngon vậy? mình ngồi mà thủ thỉ nghe, mình nói chuyện nhỏ nhẹ nghe không? Mình nằm trong vòng tay nghe, nằm trong tay mình nói chuyện. Nằm trong vòng tay mình nói chuyện. Không, cái cách này nó đặc biệt chứ lắm, chứ không phải đơn giản đâu nghe chưa. Quý vị biết rằng điêu thiền vì sao mà hạ được Đổng Giác và Lữ Bố gì biết không? Ở bên Đổng Giác thì nó nằm trong vòng tay Đổng Giác, nó thổi vào lỗ tai Đổng Giác. Thì Đổng Giác á, đi qua bên á,
Điêu Thiền mà qua bên Lữ Bố thì nằm trong vòng tay của Lữ Bố, thổi vào lỗ tai Lữ Bố. Vậy mà hai tên nó sát phạt nhau, cuối cùng hai thằng chết queo. Thấy chưa? Bây giờ mình không có ác ý như Điêu Thiền nghe không? Nhưng mà mình thổi vào lỗ tai chồng mình để làm chi? Vì cuộc đời nó có duyên nợ ở nhau ở trong cái cuộc đời này mấy chục năm mà. Chung chăn sẽ gói, hiểu không? Nếu bây giờ mà mình dẫn dắt thằng chồng mình mà nó tu được thì đúng là thật sự mình quá giải cái nghiệp chướng vợ chồng đối với thằng chồng này. Vì ngày xưa còn trẻ lúc mình thương á, mình cũng đã từng hứa hẹn với thằng chồng. Trong đây có nè, có hứa hẹn. Nhất là mới cưới về nửa năm đầu, mấy bà này hứa hẹn nhiều. Hứa hẹn cái gì? Em nguyện đời đời kiếp kiếp em sẽ làm vợ của anh. Thằng chồng nói anh cũng như vậy, hay không? Thì bây giờ sửa cái hứa hẹn lại nghe. Sửa hứa hẹn lại. Anh à, em nói lại cho anh nghe nghe. Anh nhớ cách nay khoảng 30 mấy năm về trước hay không? Có một đêm mưa gió bão bùng. Hiểu không? Em đã từng hứa hẹn với anh là em hẹn đời đời kiếp kiếp sẽ làm vợ của anh, đúng không? Lúc đó là do em không hiểu Phật Pháp. Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi anh nè. Em đã hiểu cuộc đời vô thường lắm. Nên cho em rút lại lời nói đó đi. Chỗ nói chuyện nghe sao giống mùi mặn quá. Thấy không? Cho em rút lại lời nói đó đi. Từ hôm nay em phát nguyện lại rồi. Em hẹn anh là gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Nếu anh thương em thì thôi cùng tu với em đi. Tu là gì? Tu là vợ chồng mình cũng niệm Phật thôi. Rồi tuổi già đi chùa bình thường thôi. Rồi ăn chay niệm Phật, mình đã ăn thịt mấy chục năm rồi anh à. Thôi ăn chay luôn. Còn nếu anh không ăn thì em ăn. Anh không đi chùa thì em đi. Nhưng em nói cho anh biết, em đi chùa không bao giờ cô đơn. Thấy không? Anh ở nhà, anh là kẻ cô đơn. Thấy không? Nói rõ cho nghe luôn. Vì sao? Vì 50 mấy, 60 tuổi rồi, không còn cái gì dòng do nữa cả. Lúc này là cái lúc phải rõ ràng. Phải nói thiệt ra luôn. Còn mấy bà 40 mấy tuổi cũng nói được rồi đó. Bốn mấy tuổi nói được rồi đó nghe. Nói lại ra được rồi đó. Mấy bà về nói đi. Về cái chiều tối nay nói đó. Bữa nay đó đang còn lửa nè. Vừa mới châm lửa nè. Tối nay phải về nói nè nghe. Tối nay bắt đầu là gì? Trang điểm rồi nghe. Dọn mặt mà. Nên sau đây kỳ cục cái chợ. Nên ôm lại kỷ niệm xưa. Bắt đầu là ngồi nằm đó cái bên nói liền. Nói về cái chuyện Phật Pháp lợi ích. Nói nhỏ nhẹ nghe. Nói thấm liền. Người đàn ông mà nó nghe cái là suy nghĩ liền. Suy nghĩ liền. Tự nhiên nó bị cảm hóa quý vị. Từ từ cảm hóa. Thay đổi tố chất người đàn ông này luôn. Chứ không giỡn đâu nghe. Đó nên quý vị biết rằng là cái cách này những đức hướng dẫn cho quý vị là để giúp cho cái người bạn đời mình tu hành đó. Mà nhớ cái câu này. Đừng phan duyên. Nó không tu mình phải tu. Chứ đừng bao giờ duy nó mà bỏ tu nghe chưa. Đừng bao giờ mà nó nói mày không được tu. Không anh à. Đừng nói vậy. Đừng bao giờ anh nói vậy. Em không phải như đứa con gái 18 tuổi ngày xưa đó. Nhớ nha. Ngày xưa thì đặt đâu ngồi đó. Bây giờ không được đâu. Đặt đúng nơi thì ngồi. Đặt không đúng nơi thì chạy. Cho anh biết. Em bây giờ mặt này đã có sạn rồi. Hiểu không? Đừng bao giờ hù em. Anh mà hù em có chừng em vô chùa thiệt đó. Mấy bà dám nói câu này không mới sợ. Mấy bà dám nói không? Mấy bà dám nói tôi dám giết. Tôi nói thiệt đó, chứ không phải giỡn đâu. Ba bốn ngôi chùa kìa. Tôi vớt đầu này đầy tôi đem qua đầu kia. Còn đầy quá tôi đưa lóc nhà được không? Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mạnh dạn đi. Có những cái mạnh dạn lại thành công sớm. Đừng nên quá yếu ớt nghe. Có những lúc cần nói. Từ 40 mấy tuổi này nói lại ra được rồi đó. Vô thường ai biết sống nay chết mai. Đừng có nói mà nói 60 tuổi một đời. Chưa tới 60 tuổi chết rồi. Chúng ta nên bây giờ nói liền đi. Nó đừng bao giờ đặt vào em những vị trí không được ăn chay, không được niệm Phật. Lý do này anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Không có lý do này được. Em ăn chay niệm Phật nhưng vẫn vô cùng tốt đối với gia đình. Em có một điều gì sai quấy đâu mà không cho em ăn chay và niệm Phật. Không lẽ sự tín ngưỡng và sự quyết định của em, anh không thương em để chiều em chút sao? Đúng không? Mình nói chuyện cho nó đàng hoàng.
Người người phụ nữ nói chuyện ngọt dịu là một cái thế mạnh cực điểm. Mà nếu ngọt dịu mà để ác ý là sai, ngọt dịu để giúp người là đúng, hiểu chưa? Nói chuyện em đàng hoàng. Đừng mà kiểu mà vô mà sẵn sẵn nói chuyện, đàn ông nó ghét kiểu mà nói sẵn sẵn. Thấy không? Lấy này coi. Lấy gì? Lấy gì? Nó kêu anh lấy cho mà em đó coi. Ừ. À, cái người đàn ông đó, nó nói như lửa vậy đó, mà người đàn bà như nước vậy đó. Nên khi mà chồng mà tức giận lên một cái là mình tức khắc như nước liền. Hiểu chưa mấy bà? Trời ơi, chồng người ta mà nghe gì rồi, ai mà không thích cho vợ nó đi đến đây chợ. Thấy không? Nó ở đâu niệm Phật vãng sanh nơi đó, chứ tôi đâu có kêu mà cái chuyện mà bỏ nhà bỏ cửa. Nhưng mà đủ duyên đi đến chùa lai rai sống cho thoải mái thôi à. Tết năm nay nè, chùa rộng rồi đó, vô đây ăn Tết. Chuẩn bị đi. Nên trước Tết về thăm cha mẹ. Trước Tết về thăm cha mẹ. Tết khỏi về. Đúng không? Nó hỏi sao năm nay mà Tết về xong thăm cha mẹ sớm thì. Vì mỗi năm con thấy Tết nhất đôi xe cộ ồn náo quá, chặt chội quá, đi khó. Nên năm nay con về trước. Với một nữa, một mình con về, gia đình con về không thì gặp cha mẹ tiện bề nói chuyện hơn. Còn Tết nhất ai cũng về ào 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 về, muốn thăm lên muốn nói chuyện gì khó quá. Nên con chọn mấy cái ngày yên gì con về con thăm cha mẹ trước đi. Thấy không? Rồi Tết vô đây. Trời ơi, mấy ngày Tết mà trong chùa nó ngon. Hiểu không? Đó, nên từ bây giờ là nuôi đưa trước cái tâm rồi đó. Nuôi tới Tết vô ăn Tết rồi, thấy chưa? Rủ người ta về ăn Tết 3-4 điểm đau chàng cứ về đi. Về ăn Tết thoải mái, không tốn một cắt bạc nào hết chứ. Về ăn Tết vui vẻ luôn. Rồi sẽ lay quay tới ngày 17-18 lễ với Di Đà nè. Bây giờ tất cả những vị trưởng đoàn bây giờ bắt đầu đưa lên tư tưởng trước rồi đó. Đưa lên tư tưởng trước từ bây giờ nha. Các em, các anh, các chị, các cháu chắc chuẩn bị đi, lễ Di Đà sắp tới rồi. 2 ngày nghe, ngay ngày thứ bảy và chủ nhật nha. Đó, 17-18 ngay thứ bảy chủ nhật luôn. Tháng 11, 17-18 tháng 11 âm lịch. Chuyến này về đây 2 ngày tiếp tục tu nữa. Nhiều người niệm Phật của chúng ta vài năm thì có khi bỏ cuộc, thay đổi phương pháp. Vậy thì mỗi người chúng ta hỏi lại mình, mình có đủ can đảm niệm Phật một câu Phật hiệu này niệm cả đời được không? Bây giờ Phan hả nói cái chuyện có thế giới cực lạc hay không có thế giới cực lạc, có Phật A Di Đà hay không có Phật A Di Đà, chuyện này chúng ta cho qua đi. Vì sao? Vì không ai đủ bản lãnh để nắm chắc được việc đó hết. Nhưng việc mà chúng ta có thể xác thực 100% là mình biết rõ luôn, là chính chúng ta đã từng gặp pháp môn tịnh độ này, và chính chúng ta đã tu pháp môn tịnh độ. Và mình hỏi lại là từ khi mình nghe tịnh độ và mình niệm Phật tới bây giờ được lợi ích hay không? Chỗ này là chỗ xác thực nhất nè, được lợi ích hay không. Còn cái chuyện Phật có rước hay là không rước, hay là có Di Đà hay không có Di Đà, cái chuyện này thôi kẻ phàm phu cho qua. Chúng ta chỉ cần coi vào kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ thì biết rồi, khỏi cần dòng do chỗ này. Mà chỗ xác thực nhất của chúng ta gặp Phật Pháp là chúng ta tu học được lợi ích hay không. Đây là chỗ mỗi người không lẽ không nhận thức được. Không lẽ từ khi mình niệm Phật tới giờ mà mình không xác thực nhận thức được sao? Những đức có thể không biết nhiều những việc khác, nhưng những đức biết được từ khi những đức gặp pháp môn tịnh độ tới giờ, những đức được lợi ích cực kỳ lớn luôn. Trong cái cuộc đời của những đức nha, từ khi cha mẹ sinh ra và nuôi khôn lớn tới bây giờ, tới khi 29 tuổi nghe quý vị, sự lợi ích trong cuộc đời những đức được nó chỉ có một phần. Vậy mà từ khi những đức được tái sinh từ Phật cho, cái tư tưởng của mình khi mà cha mẹ cho cái thân mà Phật cho tư tưởng á, thì những đức lợi ích được bao nhiêu phần quý vị nữa, phải không? Được thêm 9 phần nữa.
Từ khi học Phật tới giờ được lợi ích thêm 9 phần trong cuộc đời. Nếu như trong cuộc đời những đức mà không vào Phật Pháp thì lợi ích được chỉ có một phần có thân người, đó là vui trong cái chớp nhát, hiểu chưa? Còn từ khi những đức gặp Phật Pháp tới bây giờ thì đưa lên một tư tưởng để hướng đến niềm vui giải thoát, vui trong pháp vị. Cái này là cái quan trọng này. Không lẽ mỗi người gặp Phật Pháp mà không nhận thức được chỗ này? Người hôm nay vừa nghe thì hãy nhận thức đi. Người ta đã dành thời gian mười mấy năm trong đạo rồi mới có cảm giác. Còn mình bây giờ mới nghe, chân thật niệm Phật, rồi chân thật tiếp tục nghe và áp dụng để nhận thức đi. Còn người đã từng tu học được 4, 5 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm gì đó, thì quý vị hãy xem lại từ khi quý vị gặp Phật Pháp, quý vị niệm Phật, quý vị được có lợi ích không? Nếu như là có lợi ích, có niềm vui và có ý nghĩa, như vậy thì tịnh độ này quý vị niệm Phật cả đời cũng không bỏ nữa. Tại vì nó được lợi ích hiện đời, thì một đời ai cũng là một đời. Mà người thì một đời bận tâm nặng nề phiền não, mình thì một đời an vui tự tại. Cái chuyện Phật rước không Phật rước, cái chuyện có thế giới cực lạc hay không có thế giới cực lạc, cái chuyện đó là chuyện của cảnh giới chư Phật. Còn cảnh giới của ta là ở đâu? Đang ở cõi ta bà. Bây giờ chúng ta cảm giác mình có lợi ích không? Mình niệm Phật có an lạc không? Mình có vui không? Từ khi mình gặp Phật Pháp tới giờ có nhiều việc buồn phiền não, mình có buông được không? Thì mình xem lại cái học Phật của mình có lợi ích không? Có phải không? Có thì cố gắng mà học. Khi nhận thức được chỗ này rồi thì chắc chắn 100% bạn có đủ can đảm để niệm câu Phật hiệu này cả đời luôn, không bỏ cuộc, không thay đổi, không tìm hiểu thêm gì nữa hết, làm được liền. Vì thấy từng nào về cũng bổ túc đúng không? Mỗi ngày bổ túc, tới từng về cũng bổ túc, đều là chỗ nào? Niệm Phật. Nhớ nghe, cái thành công của chúng ta là ngay câu Phật hiệu, đều là nhờ bổn nguyện Di Đà mà thành công. Tiêu nghiệp chướng, tiêu phiền não chướng, tiêu tất cả cái chướng trong cuộc đời, toàn là ngay nương vào bổn nguyện niệm Phật không đó. 100% là chỗ này đó. Bao nhiêu việc trong chùa này những đức làm được toàn là do dũng khí niệm Phật mà ra. 4 ngày tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm toàn là nhờ nương vào bổn nguyện niệm Phật mà ra. Quý vị để ý trong 4 ngày những đức chia sẻ Phật Pháp toàn là hướng dẫn người ta cái gì? Quy về hướng theo bổn nguyện Di Đà. Vì bổ nguyện Di Đà là đỉnh cao, hướng người ta không lạc. Niệm Quan Âm cũng hướng về bổ nguyện Di Đà, Quan Âm Bồ Tát cũng hướng về niệm Di Đà, thì ta cũng hướng về niệm Di Đà. Cầu xin cái gì cũng là hướng về Di Đà. Từ nơi đó tất cả việc đều sẽ được viên mãn. Nhớ. Nên quý vị coi, một ngôi chùa hưng khởi vì cái việc tu hành, đây là cơ hội để tu phước tu duyên. Một ngôi chùa hưng khởi vì tu hành, đây là cơ hội để chúng ta hộ trì tam bảo. Thí dụ như bây giờ chúng ta đến với một ngôi chùa không hưng thịnh gì tu, vậy quý vị hộ trì cái ngôi chùa làm gì vậy? Nó không hưng thịnh gì tu hết thì quý vị hộ trì là hộ trì cho ma, thì không tu thì là ma chứ làm sao, hiểu không? Không giải thoát thì là ma thôi. Chúng ta không về cực lạc thì là đi xuống đi địa ngục. Nếu như bây giờ chúng ta không hướng đến tu, vậy thì sự hộ trì chúng ta là toàn là hộ trì cho ma đó. Quý vị biết rằng đa phần bây giờ, phần nhiều chúng ta học Phật đều là hình thức không à? Một cái chương trình lễ quý vị đi nhiều chùa quý vị biết rồi đó, đa phần là hình thức. Tại sao ở đây những đức muốn lập ra một tư tưởng thật chắc hết luôn, để cho một số người chuyên tu nhìn nhận. Những đức tin rằng cũng có nhiều người muốn tu lắm quý vị. Nhiều người ta muốn tu lắm nhưng mà người ta cái đà đi đến chùa đó, người ta phải chịu cái cảnh là cái hình thức gì, cái đà luôn vậy đó. Những đức nói cái quan trọng nhất khi đi đến chùa là quý vị có thể học được một phương pháp tu mà đem về nhà tu được. Tại sao chùa mình những đức lập một thời khóa tu ít như vậy? Biết sao? Để cho quý vị về đây tu và đem về nhà tu đó. Chứ chùa ở đây có thể ra một cái thời khóa 2 tiếng rưỡi 3 tiếng được á, người ta tu được đó. Tại vì người ta chỉ có tu thôi nên người ta tu được. Nhưng vì sao không lập ra thời khóa 2-3 tiếng? Là vì lập ra như vậy quý vị đi đến đây tu và về ít quá thì nó không phù hợp
với cái chuyện mà về chùa và về nhà. Nên Nhật Đức đưa lên cái thời khóa Iran quý vị, ở nhà tu luôn, cũng là địa chung 20 phút lễ Phật 45 phút Iran luôn, để cho quý vị về đây tu làm sao, về nhà tu vậy. Ở nhà tu như ở chùa, ở chùa tu như ở nhà, chứ được con cái là ở chùa tiện lợi. Tiện lợi là người ta lo lắng cho mình hết, mình không cần bận tâm để mình tiện tu. Tiện lợi là nhờ hội chúng đông người nên mình đỡ làm biến, đúng không? Lễ ví Bồ Tát Quán Thế Âm mà 2000 lại, mà mấy người ngồi trong đây mà ở nhà lại 2000 lại, mấy người mà ở nhà mà lễ được 2000 lại, vậy mà vô đây lễ được 2000 lại, mắc tiểu mà không dám đi, ở nhà chưa mắc là chạy đi, làm biến mà. Con mình tụi nó không ai biết nên làm biết. Nên từ nơi đó vị thấy cái đại chúng, cho nên Phật mới nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Gặp được một cái nơi như vậy, đây là cơ hội trong thời điểm ở cõi ta bà này để mà tu phước duyên đó. Mà cái cơ hội này nó được chừng nào dứt thì tùy vào con người ta ở đây và ở khắp nơi về tu. Quý vị phải nhớ rằng cái sự lợi ích của Phật pháp thịnh hay là suy là do con người, chứ không có dính dáng gì đến pháp của Phật hết. Pháp của Phật nó không có thịnh, không có suy. Pháp của Phật là pháp giải thoát nên đâu có thịnh và suy. Pháp của Phật là pháp giải thoát, gọi là pháp bình đẳng. Còn cái thịnh suy là do lòng người mà ra. Nếu như cái nơi nào tu học mà người ta chân thật hướng quý vị giải thoát là thịnh pháp. Còn cái nơi nào tu học mà không nói về giải thoát là si pháp. Chỉ là cái nguyên lý thịnh si là do ngay con người mà ra, chứ không có dính dáng gì cái chuyện pháp của Phật hết. Quý vị phải nhớ nghe, chỗ này là 100% luôn đó. Vì đọc sách tổ sư được rồi, quý vị cũng nghe câu này à. Đó. Nên chúng ta đừng bao giờ nói đây là thờ mạt pháp mạt gì chứ. Chúng ta phải nói cái câu là lòng người bị mạt, chứ pháp thì không có mạt. Lòng chúng ta mạt rồi, nên chúng ta tu chúng ta không có hướng giải thoát nữa. Đa phần tu không còn cái tâm giải thoát nữa, mà con người cuối cùng cũng phải chết. Bây giờ chúng ta muốn di dân đi đến đâu, chúng ta muốn đi đến nơi nào, tại sao chúng ta không nuôi cái tâm giải thoát? Mà chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật chư tăng ni và Phật tử khắp nơi về đây tu rất là đông. Chúng ta nương vào một đạo tràng vì mình tu, đem cái công đức này cầu an cho người thân, cầu siêu cho tất cả thân bằng quyến thuộc của mình rất là đặc biệt. Nhất là gia đình có những cái việc như cha mẹ mất, người thân mất, mà chúng ta có thể vào đây mà tu 49 ngày, hoặc là những tuần chủ nhật này mình đến mình tu để mình hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Đây là cái việc lợi ích rất là lớn cho mình và cho tất cả những người đã mắc trong nhà của mình. Và tất cả những người mà mang nghiệp phá thai, chúng ta đi đến đây mình nương vào đạo tràng vì mình tu để mình hồi hướng cầu siêu cho những thai nhi. Và các cháu khi nghe pháp niệm Phật, các cháu rất là mát mẻ khi được tắm mình trong quang minh của Đức Phật A Di Đà phóng quang soi gọi. Các cháu hưởng rất là mát mẻ, nên tâm trạng của các cháu buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Trong nhà Phật có câu nói là quan gia nên giải không nên kết. Nếu như cứ kết cái nghiệp quan gia mãi thì biết chừng nào mà dứt được cái khổ đau. Chỉ cần buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ mà hướng đến thế giới cực lạc chân thật niệm Phật thì nhất định Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương cực lạc. Về Tây Phương cực lạc thì không còn khổ đau, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nên tất cả chúng ta về đây tu những ngày chủ nhật mà còn biết rủ người ta đi tu, và tất cả những vị trưởng đoàn dẫn dắt tất cả những người Phật tử, gia đình, dòng họ, chòm xóm đi tu
Ban đầu chúng ta dám thuê chiếc xe dẫn họ đi tu, từ gầy dựng 10 người, 20 người, 50 người, mà từ từ rồi mình dẫn thiệt là đông người chồm sớm đi tu. Nguyên một cái xóm mình đều biết niệm Phật, biết tu, rồi đi đến đây biết thỉnh tượng Phật, rồi dạy phương pháp đem về nhà tu. Nhiều người ở chồm sớm mình mà biết tu thì chồm sớm mình bình yên, kiếp nạn nặng đến thì trở thành nhẹ, mà nhẹ đến thì biến mất luôn. Nên nhiều người biết Phật pháp thì tức khắc kiếp nạn được hóa giải. Nên chúng ta nương vào đạo tràng tu gì, rồi khi cúng thí thực, tất cả những hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, các con cũng được hưởng tài thọ thực và được nghe Phật pháp, ở lại trong chùa mỗi ngày được tu hành, được cúng thí thực cho dùng. Rồi các con được nương vào tam bảo, mỗi ngày người ta tu nó hồi hướng cho mình, để nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ. Đừng có theo họ đòi nợ làm chi, chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp khổ đau. Nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, đó là phước báo để hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng. Nguyện cho quý vị thân tâm thường an lạc và điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim tí như cung, từ thực biến thập phương những tiết Phật từ công. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng tình Phật đạo, nhớ đặng ngô tình chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết hồ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng tình Phật đạo, nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung, từ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng. Tự công đức vô cập mơ nhật tiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lắng ta bà ha, án mục lục lắng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, bà ba việt nhật ca ra hồng. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Giá trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát, nam mô xá sanh tham bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, tâm nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, coi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chùa mình có nhiều cháu nhỏ rất là dễ thương. Các cháu có phước rất là lớn. Còn nhỏ biết đi chùa, biết đi đến đây, biết niệm Phật lễ Phật. Nên con cháu của mình mà vậy, có những đứa nó bệnh hoạn, èo ọt khó nuôi, hay đứa nó bất hiếu hoặc ngỗ nghịch với cha mẹ, nhưng mà đi đến chùa giết từ từ, các cháu chuyển cái nghiệp liền. Nên gieo cái duyên này đặc biệt. Nên có những đứa đến đây để mà báo hiếu cho cha mẹ, mà biết tu thì càng báo hiếu. Còn có những đứa mà đến để đòi nợ cha mẹ mà biết tu thì nó chuyển cái nghiệp đòi nợ mà thành báo ơn. Nên cái công đức mà phóng sanh này rất là lớn. Và nên chúng ta nghe đạo rồi phát tâm ăn chay trường đi quý vị. Gia đình mình con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không giết. Nên tránh tối đa cái chuyện mà thuốc chuột, rồi thuốc diệt muỗi, rồi giết ruồi, giết gián. Từ hôm nay biết tu không có làm chuyện đó nữa. Nên từ từ gia đình mình nó bình yên. Còn quý vị mà sát sanh hại vật trong nhà với gia đình nó lộn xộn dữ lắm. Gia đình mà lộn xộn là từ sát sanh mà ra đó. Nên những người mà nghe đạo rồi, nhà mình mà làm nghề sát sanh bỏ đi, đừng có làm nữa. Nghiệp nó chưa tới nghỉ liền. Đợi mà nghiệp tới là trở tay không kịp đâu. Nên gia đạo mà làm nghề sát sanh là không bao giờ thịnh vượng đâu quý vị. Con cháu bất hiếu ngỗ nghịch, đủ chuyện bệnh hoạn tùm lum chuyện hết. Nên về chùa mình nghe đạo mình biết tu rồi thôi, biết tu nhân tích đức và biết phóng sanh. Nên những con chim này mình thả nó giống như nó đang ở tù, mình thả nó mừng dữ lắm. Nhưng mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn dữ lắm luôn. Nên ai cũng sợ chết, chúng sanh cũng sợ chết. Nên chúng ta bây giờ biết tu thôi, đừng có sát sanh hại vật nữa, mà nên ăn chay còn phóng sanh. Nên chúng ta quy y cho những con chim này, khi được thả ra chúng ta ở xung quanh chùa nghe danh hiệu Phật, khi bỏ cái thân này hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay vui vẻ quan hỷ thế thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.